Hôm nay sư giảng phần tiếp theo của bài kinh niệm xứ, kinh số 10 trong Trung Bộ Kinh. Thì hai buổi trước sư đã giảng về phần niệm thân, niệm thọ và niệm tâm. Còn hôm nay còn một phần cuối cùng nữa, đó là phần niệm pháp. Thì trong bài kinh này Đức Phật chỉ ra bốn cái cách niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tuần tự từng cách một. Thì cái niệm thân là những cái pháp thiền mà liên quan đến thân thể thì là niệm thân. Thọ là những cái liên quan đến những cái cảm giác, những cái cảm thọ ở nơi thân và nơi tâm. Còn niệm tâm là những cái trạng thái tâm, tâm tham sân si và vô tham vô sân vô si. Còn bây giờ đã đến niệm pháp. Niệm pháp thì cũng giống như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Thì đây là các cái pháp thì nó cũng bao gồm cả thân thọ tâm pháp ở trong đấy. Thì trong bài này thì mình sẽ trong cái phần niệm pháp này thì Đức Phật dạy về năm cái pháp quán niệm pháp. Thứ nhất là dạy Đức Phật dạy về cái pháp niệm về năm triền cái. Thì ai mà mình hành thiền thì mình sẽ hiểu rõ về năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi đấy. Pháp thứ hai mà Đức Phật dạy cần phải niệm đó là niệm về năm thủ uẩn. Năm uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Pháp thứ ba mà Đức Phật dạy cần phải niệm trong cái niệm pháp này đó là sáu nội ngoại xứ, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Cái pháp thứ tư cần niệm nữa là thất giác chi. Và cái pháp thứ năm mà ở trong cái bài kinh này Đức Phật dạy cần niệm đó là bốn sự thật. Thế là năm cái pháp về cái pháp niệm pháp ở trong cái bài kinh niệm xứ này. Thì thứ nhất là phần niệm về năm triền cái. Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Ở đây tỳ kheo, nội tâm có ái dục, tuệ chi, nội tâm tôi có ái dục. Nội tâm không có ái dục, tuệ chi, nội tâm tôi không có ái dục. Nội tâm với ái dục chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ chi nội tâm tôi có sân hận. Nội tâm không có sân hận thì tuệ chi nội tâm không có sân hận. Với sân hận chưa sanh thì không nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ chi nội tâm có hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên chưa sanh, nay sanh khởi, đã sanh được diệt tận, và đã diệt thì sẽ không sinh khởi trong tương lai nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Và nội tâm có trạo hối, tuệ chi nội tâm tôi có trạo hối. Nội tâm không có trạo hối, tuệ chi nội tâm tôi không có trạo hối. Với trạo hối chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với trạo hối đã sanh, nay được diệt tật, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm có hoài nghi, tuệ chi nội tâm có hoài nghi. Hay nội tâm không có hoài nghi, tuệ chi nội tâm không có hoài nghi. Với hoài nghi chưa sanh, nay sanh khởi. Với hoài nghi đã sanh khởi, nay được trừ diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Với hoài nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy vì ấy quán pháp trên các pháp, đối với các nội pháp, sống quán pháp trên các pháp với các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, sống quán tánh diệt tận trên các pháp, sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy sống không đương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái.
Thì đấy là cái pháp đầu tiên là quán với năm triển cái. Thì với một cái người có thể thực hành một cái pháp thiền này và cũng sẽ dẫn đến đoạn tận khổ đau, cũng đưa đến cái sự thanh tịnh về tâm và cũng sẽ giác ngộ được các sự thật, đoạn trừ các cái nậu hoặc. Thì với cái pháp đầu tiên là quán về năm triền cái, thì cái triền cái đầu tiên đó là ái dục. Thế nên với một cái vị mà quán về ái dục, ví dụ như khi mà cái nội tâm mình nó khởi lên ái dục, vì ấy biết có cái nội tâm nó có ái dục. Thế thì cái ái dục tại sao mà nó sinh lên? Khi với một người mà thường xuyên tư niệm tịnh tướng, tức là một cái người mà mình hay suy nghĩ về những cái cảnh đẹp, những cái khả ái, những cái cảnh hấp dẫn ở trên đời, thì tham ái, tham dục nó sẽ khởi lên. Ví dụ như là một cái người mà mình nhìn cái gì nó cũng đẹp, nhìn một người nam, nhìn người nữ và luôn luôn nhìn vào cái khả ái, cái nét đẹp của người đó, rồi tư duy, suy tưởng, tưởng nhớ lại những cái tướng chung, những cái tướng riêng, thì là ái dục nó khởi lên. Thì ngược lại cũng thế, hay là mình tham ái với tất cả những cảnh khác. Mắt thì tham ái với cảnh sắc, tai tham ái với âm thanh, mũi tham ái với mùi hương, lưỡi tham ái với vị ngon và thân tham ái với xúc chạm, thì nó đều gọi là ái dục. Thế thì cái tuệ chi tâm có ái dục là cái người đấy thực hành pháp thiền quán. Thì vị đấy muốn tuệ chi được cái tâm có ái dục thì phải có một cái nội tâm định tĩnh cao, tức là người đấy phải thành thiền, đã thành công, đã thành tựu với các cái pháp thiền chỉ quán rồi mới tuệ chi được. Còn nếu không mình chỉ nhận thức trên cái tâm bình thường thôi thì sẽ không đi đến đoạn tận được cái ái dục này. Nhưng mà nếu như mình có thể bằng cái pháp thực hành thiền quán mà tuệ chi ra được thì mình mới đoạn được cái ái dục này. Thì Đức Phật đây nói mình tuệ chi, tức là mình phải tư duy thiền quán. Thì tất nhiên là vị đấy phải phân biệt ra được các cái sắc pháp, rồi sau đó mới khởi nên những cái phi như lý tác ý. Ví dụ như là bản chất của các pháp nó vốn là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nếu như mà mình thấy đúng nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì ái dục không bao giờ nó khởi nên. Nhưng mà chỉ có những cái người có cái tà kiến, tưởng chi sai lầm, cái vô thường thì tưởng là thường. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn vào cái cảnh nhà trần, mình nghĩ nó là thường, cái khổ mình nghĩ nó là nạc, cái vô ngã mình nghĩ nó là ngã, cái bất tịnh mình cho nó là tịnh, cho nó là đẹp, thì tham ái, thì ái dục nó mới khởi nên. Vậy ái dục khởi nên là do mình phi như lý tác ý, mình muốn kiểm chứng được điều đấy, mình muốn một cái người muốn tuệ chi được điều đấy, thì vị đó phân tích ra được các sắc pháp, vị đó cho cái nhãn tịnh sắc của mình, hay nhìn vào một cái màu sắc nào đó, rồi mình phi như lý tác ý khởi nên, mình sẽ thấy cái nộ tâm ái dục nó khởi nên. Hay là cho nhĩ tịnh sắc của mình nó nghe âm thanh, hay tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc của mình nó xúc chạm với các cái cảnh trần đấy, mình khởi nên cái phi như lý tác ý, mình sẽ thấy cái nộ tâm ái dục nó khởi nên. Vậy hàng ngày cái cuộc sống bình thường cũng thế. Nếu cái người nào mà có nhiều cái ảo tưởng, nhiều cái bị vô minh, mình hiểu sai các cái bản chất của các sự thật là nó sẽ khởi nên ái dục. Vậy cái người đấy mình tuệ chi được ái dục thì mình cũng tuệ chi được các tâm và tâm sở của nó. Giống như cái lúc mà quán tâm ấy, tâm có tham, tuệ chi tâm có tham. Vậy thì cái tâm ái dục này nó cũng đi theo với một cái lộ trình tâm, có những cái ví dụ như là nó cũng có những cái tâm tập và tâm sở của nó. Ví dụ như là nó có các cái tâm biến hành, thức xúc thọ tưởng tư nhân ảnh mạng quyền tác ý, nó cũng có tâm biệt cảnh, tâm tứ tướng giải cần hỷ dục, nó cũng có những cái tâm biến hành bất thiện, si vô tàm vô quý phóng dật, rồi nó có cái tâm tham, thì cái tâm ái dục đó nó có cái tâm tham và nó đi với tà kiến, thì đôi khi nó có xúi dục, đôi khi nó không có xúi dục, thì tuệ chi các cái tâm và tâm sở của nó như vậy. Thì mình gọi là tội tâm có ái dục thì tuệ chi tâm có ái dục chưa sanh hay nay sanh khởi. Thì cái vị đấy thực hành những cái pháp tu tập để mà chế ngự lại với cái ái dục này. Ví dụ như là một cái người đang trong cái quá trình mới tu tập, mình mà muốn ni được cái ái dục ấy,
thì mình có thể thực hành những cái pháp như là thiền về bất tịnh, thiền quán bất tịnh, muốn trừ diệt được ái dục. Thì nó có hai cái cách trừ diệt, một là mình trừ diệt bằng cái pháp thiền chỉ, hai là trừ diệt bằng pháp thiền quán. Và chỉ khi nào một cái người chứng đắc đến đạo quả thì mới đoạn trừ được hoàn toàn. Còn nếu như mà đang trong cái quá trình tu tập mình chỉ có thể chế ngự được nó. Ví dụ như trong cái quá trình tu tập hàng ngày, có những người mình đang thực hành thiền định nhưng vẫn thường xuyên bị cái dục tham triển cái này nó khởi lên, nó quấy nhiễu, nó làm cho cái tâm của mình bị xáo trộn, bị tán loạn vì cái tham dục. Thì vị đấy cần phải tác ý đến những cái bất tịnh quán. Thì trong cái pháp bất tịnh quán mà Đức Phật đã dạy về chín pháp quán tử thi ở trong cái bài kinh Niệm Xứ này, là nó đối trị với ái dục mạnh nhất. Đó là quán về các cái xác chết, niệm xác chết bất tịnh, hay là niệm sự chết trên chính mình cũng được, tức là các pháp quán bất tịnh, nó sẽ chế ngự được ái dục. Và hay là một cái người thực hành một cái pháp thiền định, bất cứ một pháp thiền định nào, nhưng nếu mà đạt được cận định hay là đến an xỉ định rồi thì nó cũng chế ngự được ái dục này. Ví dụ như là mình chỉ chuyên tâm thực hành thiền hơi thở, nhưng nếu như mà có sự đắc định sâu thì nó cũng chế ngự được cái ái dục đấy, tức là mình phải có được cái pháp an chỉ định đấy. Hay là một cái người mà mình đang trong cái quá trình tu tập, mình muốn làm cho ái dục ấy nó giảm bớt, nó không sinh lên, nó không quấy nhiễu nhiều, thì phải phòng hộ các căn, tức là con mắt mình không được để cho nó quá là thoải mái đắm nhiễm ngắm nhìn những cái cảnh khả ái hấp dẫn ở bên ngoài. Tai phải phòng hộ với những cái âm thanh mà nó có hại, mũi phải phòng hộ với những cái mùi hương mà nó lôi cuốn, lưỡi phòng hộ với lại vị, thân phòng hộ với những cái xúc chạm mà nó có cái sức khả ái hấp dẫn, nó có thể làm cho cái tâm ái dục sinh khởi, thì phải tránh xa, phải phòng hộ, phải đề phòng, thì nó cũng sẽ bớt khởi lên. Hay là một cái người mà có cái tâm tham dục lớn nữa thì cái người đấy sẽ phù hợp với những cái pháp tu tập, nhất là thiểu dục chi túc, hay là những cái pháp về hạnh đầu đà, như là vị đấy mặc y phấn tảo, hay là chỉ mặc ba y, hay là vị đấy ăn khất thực, ăn trong bát, hay là ở trong rừng, ở dưới gốc cây, ở nghĩa địa, hay là ngủ ngồi không nằm. Thì tất cả những cái pháp về hạnh đầu đà nó cũng đối trị với cái tham dục rất là cao. Vậy thì cái người mà càng có cái tham dục nặng thì càng nên thực hành những cái pháp tu khổ hạnh, nó là những cái hạnh đầu đà, thì nó cũng sẽ đạt đến cái sự ni dục. Hay là một cái người đấy mà thân cận những cái bậc chân nhân, thân cận với những cái người tu về thiểu dục chi túc, tu tập thiền chỉ quán, thì nó cũng sẽ giảm bớt cái tham dục đi. Và một cái pháp mà nó khiến cho ái dục thường xuyên bị tăng trưởng nữa, đó là một cái người hay nói chuyện về ái dục. Thế là những cái người mà người ta không tu tập ấy, khi mà người ta tụ tập với nhau, người ta hay đem những cái chuyện ái dục ra để người ta bàn luận, người ta nói năng. Và nếu như mà một cái người nào tham gia bàn luận hay lắng nghe những cái lời đấy, hay là mình xem những cái phim ảnh mà nó liên quan đến ái dục nhiều, thì cái người đấy sẽ bị ái dục nó tăng thịnh, ái dục nó tăng trưởng, ái dục nó cường thịnh, nó mạnh mẽ, nó chi phối, nó ngự trị ở trong tâm mình và nó thiêu đốt mình, làm cho mình rất là khổ. Vậy thì một cái người đấy muốn ni dục nữa thì vị đấy phải tránh, không xem những cái phim ảnh mà nó khiêu khích đến cái tâm tham dục, không có nói đàm luận, không đàm luận đến những cái chuyện tham dục, mà luôn luôn đàm luyện đến những cái chuyện ni dục. Tức là vị đấy phải nói những cái lời nói liên quan đến ni dục, nói về bất tịnh, nói về những cái tướng tử thi, nói về cái sự chết, nói về cái sự ni tham. Thì thường xuyên nói những cái chuyện đó thì nó cũng sẽ khiến cho tâm trí của vị đó ni dục. Thì một cái người nào mà mình nghe người ta nói chuyện, người ta cứ hay đề cập đến tham dục, thì biết rằng cái người đấy nội tâm đầy ứ tham dục, người đấy sống với nội tâm tham dục rất là cao. Còn cái người nào mà khi mà nói chuyện người ta chỉ nói đến những cái pháp bất tịnh, người ta ít khi nói liên hệ đến những cái pháp tham dục, thì cái nội tâm của người đấy là có sự tu tập, có sự thu thúc, có cái sự tức là có cái sự chế ngự đối với cái tâm tham dục. Còn những người nào mà hay nói chuyện tham dục là cái người đấy không có sự chế ngự tham dục, người đấy là để cho cái nội tâm nó chứa đầy tham dục.
Đấy là những cái cách mà có thể tu tập đối trị với cái triền cái thứ nhất là dục tham. Chưa sinh, nó sinh khởi, đã sinh rồi thì phải diệt trừ nó. Còn khi nào mà một vị đấy giác ngộ được thì nó mới đoạn trừ được hoàn toàn cái dục tham này. Chứng được sơ quả thì nhị quả thì nó chỉ đoạn trừ được cái tà kiến về thân, nhưng mà phải chứng được đến tam quả nó mới đoạn trừ được tham dục. Vậy nên là cái tham dục này phải chứng đắc đến đạo quả thì nó mới không sinh trở lại nữa. Còn trong cái quá trình đang mới tập tu và đang thực hành thiền chỉ quán thì mình chỉ có thể áp dụng những cái pháp để đối trị nó tạm thời, rồi sau đó tiếp tục thực hành thiền chỉ quán để đoạn trừ nó ở trong tương lai. Đây là cái triển cái thứ nhất. Và đến triển cái thứ hai, nội tâm có sân hận thì vị ấy tuệ chi nội tâm có sân hận. Nội tâm không có sân hận, tuệ chi nội tâm không có sân hận. Thì cái triển cái thứ hai là tâm sân hận. Cái sân hận nó khởi lên là do một cái người nào đó hay tư niệm về những chướng ngại tướng. Tức là cái người nào đó mình hay suy nghĩ về những cái người khác đã làm hại mình, đang làm hại mình, sẽ làm hại mình. Hay là mình hay suy nghĩ những người đó đã làm hại người thân thương của mình, đang làm hại, sẽ làm hại. Hay là những người đó làm lợi ích cho những cái kẻ thù của mình. Thì những cái người nào hay tư duy hay tưởng niệm những cái điều đó thì sân hận nó hay khởi lên. Sân hận thì nó có thể là do mình tức giận mà sân hận. Sân hận nó khởi lên có thể là do mình ghen tị với sự thành tựu của người khác, mình không bằng cũng sân là sân hận. Sân hận có khi là mình bỏn sẻn, mình không muốn chia cho người khác, mình không muốn người khác được như mình, được bằng mình, cũng là sân hận. Hối hận những cái điều đã qua cũng là sân hận. Thì đấy là những cái tâm sân nó khởi lên. Còn với một cái người mà tuệ chi được tâm sân hận, tức là vị đó phân tích ra được cái tâm sân bằng cái sự thực hành thiền tuệ phân biệt tâm, thì đấy là tâm có sân. Vị ấy biết tâm có sân thì vị đấy tuệ chi ra được các cái tâm và tâm sở của các cái tâm sân đấy. Nó cũng sinh khởi ở sáu căn, do khi sáu căn mình tiếp xúc với các cái sáu trần cảnh mà mình không ưa, không thích, mà mình sinh ra cái tâm chán ghét nó, thì nó sẽ sinh ra các cái tâm sân hận đó. Thì ở cái giai đoạn thực hành thiền quán thì mình sẽ tuệ chi ra được những cái tâm này. Thế thì cái người mà đang trong cái quá trình tu tập ấy, mà mình muốn làm cho cái triền cái về tâm sân này nó bớt đi, hay là mình chưa có đoạn trừ được tâm sân ngay, nhưng mà mình cũng có rất là nhiều những cái pháp tu tập để đối trị, để chế ngự, để đè nén, để làm suy yếu, để giảm bớt, để có thể dập tắt cái tâm sân mỗi khi nó khởi lên. Thì cái pháp thiền mà đối trị với tâm sân trực tiếp mà có kết quả nhất đó là thiền tâm từ. Vậy người nào mà mình hay có cái sân tâm thì phải thực hành thiền tâm từ trước. Hay là mình tác ý là mong muốn cho mọi người được an vui, thoát nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, thoát khỏi những nguy hiểm. Thì mình tác ý mong cầu những cái điều tốt đẹp đến cho người khác thì đó là tâm từ. Thì khi tâm từ nó khởi lên thì tâm sân nó không khởi lên. Thì một lúc nó không thể khởi lên được cả hai tâm sân và tâm từ được. Vậy cái tâm từ nó sẽ chế ngự được tâm sân tốt nhất. Hoặc là một cái người đấy thực hành một cái pháp thiền định. Nếu như mình đạt được định, mình chuyên chú thực hành một pháp thiền hơi thở mà đắc định rồi, nó cũng chế ngự được tâm sân. Hay là những cái pháp thiền tâm xả, từ bi hỷ xả thì nó đều chế ngự được tâm sân. Hay là một cái người như lý tác ý, nếu như một cái vị đấy đang trong quá trình thực hành thiền tuệ, phân tích ra được danh sắc duyên khởi, quán cái sự vô thường của vô ngã, thì cũng sẽ ni được cái tâm sân. Hay là một cái người đấy thân cận những bậc chân nhân thì cái tâm sân nó cũng bớt khởi lên. Hoặc là cái vị đó thì thường nói về những cái pháp ni sân. Tức là một cái sân nó khởi lên đôi khi là do tự mình khởi lên, mà đôi khi nó là do cái sự xúi dục, nó là do cái sự tác động của người khác. Có thể là nếu như mà mình cứ sống độc cư, yên tịnh, một mình, không giao tiếp, không nói chuyện với ai, có khi cái người đấy không có tâm sân hận. Nhưng mà đôi khi mình thân cận với những cái người, người ta có cái tâm sân nhiều ấy, người ta hay truyền đạt cho mình những cái tư tưởng, người ta nói xấu người này, nói xấu người kia, làm cho mình cũng nghĩ xấu về cái người đấy, rồi là mình cũng khởi lên cái tâm sân với cái người mà mình được nghe người khác truyền đạt lại, người khác nói. Vậy cho nên là một cái người mình
hay kết bạn với những cái người ác, hay kết bạn với những người có tánh sân, có tánh ganh tị, có tánh bỏn xẻ, có cái tánh ối hận, thì cái người đấy sẽ hay nói chuyện khiến cho cái tâm của vị đó cũng bị sân khởi lên theo. Thì còn nếu như mà một cái người mà thân cận với những cái người có cái tâm từ bi hỷ xả, người ta hay nói về những cái tâm rộng rãi, tha thứ, bao dung, không sân hận, không oán giận, không thù hiểm, không trách móc, không nói xấu người khác, mà người ta hay tán thán những cái công hạnh, những cái đạo đức của người khác, thì tự nhiên là cái tâm hoan hỷ, cái tâm hỷ xả của mình nó cũng khởi lên. Đấy là vậy. Thì một cái cách nữa đó là một cái người mình không hay nói chuyện nói xấu người khác, không hay nghe sự đàm luận về cái sự chê bai chỉ trích, nói xiên xỏ, nói xấu lẫn nhau, thì nó cũng bớt khởi lên tâm sân. Để một cái người mà có cái tâm sân hay chỉ trích soi mói và nhìn vào cái nỗi của người, còn cái người mà có cái tâm từ thì người ta lại hay tán dương, hay tán thán, ca ngợi những cái đức tính tốt đẹp của mọi người. Thì đấy là hai cái cách nói chuyện, nó cũng tác động đến cái tâm sân và hay là tâm không sân. Thì đấy là một cái cách mà mình có thể ni được cái tâm sân bằng cái cách tu tập thiền chỉ, thiền quán và những cái cách phòng hộ để cho tâm sân nó không khởi lên. Đấy là cái triển cái thứ hai. Triển cái thứ ba là nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên. Vì ấy biết nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên. Thì cái triển cái về hôn trầm thụy miên này, nhất là người hành thiền mình sẽ rất là hay gặp phải. Tức là khi nào mà cái tâm của mình nó nờ đờ hay là nó hôn trầm, nó buồn ngủ ấy, thì mình sẽ thấy nó rất là rõ. Vì cái tâm mà nó chán, nó không muốn làm một cái việc mà mình phải làm, thì nó rất là uể oải, thì cái đấy là hôn trầm. Còn cái tâm mà nó rất là buồn ngủ, dã rượi, thì đấy là thụy miên. Đấy gọi là hôn trầm thụy miên. Thì cái tâm hôn trầm thụy miên này nó chỉ sinh khởi cùng với những tâm bất thiện, nó chỉ sinh khởi cùng với tâm tham với lại tâm sân, nó không sinh khởi với tâm si, mà nó không sinh khởi cùng với tâm thiện. Nếu một cái người tuệ chi các cái tâm tâm sở, mình sẽ thấy với tâm sân mà có thúc, có cái sự hối thúc, có cái sự xúi dục của người khác, thì nó sẽ khởi lên tâm hôn trầm thụy miên này. Hay là cái tâm tham, tham tà kiến, tham ngã mạn, vậy khi mà mình có cái sự hối thúc, có cái sự tác động, thì nó mới sinh lên cái tâm hôn trầm thụy miên. Còn những cái tâm khác nó không sinh lên hôn trầm thụy miên. Đấy là cái tâm hôn trầm thụy miên, thì biết có hôn trầm thụy miên. Thì bình thường thì mình biết hôn trầm thụy miên thì nó không khó, nhưng tuệ chi được nó thì cũng phải bằng cái phương pháp thực hành thiền quán. Nhưng mà để mà mình đối trị, làm cho cái tâm hôn trầm thụy miên này nó không sinh khởi lên, thì Đức Phật cũng, giáo pháp cũng dạy có nhiều cái cách nó đối trị với tâm hôn trầm. Ví dụ như là một cái người ăn quá no là nó sẽ hôn trầm. Thì vậy nên là cái người nào mà mình hay mắc cái bệnh hôn trầm trong cái lúc tu tập, nhất là sự hành thiền, là mình khó tập trung, thì hãy ăn ít lại một chút là nó sẽ bớt hôn trầm. Cái người mà hay hôn trầm nữa thì cần phải có cái đổi oai nghi thường xuyên. Ví dụ như là mình ngồi một lúc sau là mình phải đứng lên đi lại, xong lại ngồi, lúc ngồi lúc đứng, thay đổi các cái tư thế ngồi nhiều thì nó sẽ ít hôn trầm. Hoặc là quán tưởng đến ánh sáng thì nó sẽ bớt hôn trầm ở những cái nơi thoáng. Người nào mà hôn trầm ấy thì phải ở cái nơi nào mà có ánh sáng nhiều. Ví dụ như là mình ngồi thiền nó hay hôn trầm thì nên bật điện sáng lên thì nó sẽ bớt hôn trầm đi. Một cái người mà gần những bậc chân nhân và hay nói về những cái pháp ni hôn trầm, ví dụ như là một cái người thường xuyên tán thán những cái bậc mà ít ngủ, ví dụ như Đức Phật rất là ít ngủ, một cái người thường xuyên tán thán những cái hạnh của những cái bậc chỉ ngủ ngồi mà không nằm, những cái bậc tu những cái pháp đầu đà, thì cũng sẽ lấy đó làm cái sự khích lệ. Tức là cái người nào mà hay tán thán những cái hạnh đấy, tự nhiên cái tâm của vị đó cũng sẽ mạnh mẽ lên, khích lệ lên, và nó sẽ bớt hôn trầm đi. Nếu người nào mà hay nói về tán thán về cái việc ăn nhiều ngủ nhiều ấy, thì là tự nhiên là cái tâm nó cũng bị nhiễm, nó bị nhiễm bởi những cái lời nói đấy. Vậy cái người nào phải nói về cái pháp ni hôn trầm thì nó sẽ bớt hôn trầm, nói về những cái pháp tham đắm về hôn trầm thì nó sinh ra hôn trầm, từ cái lời nói nó hay tác động vào tâm lý. Nên là một cái người đấy phải nói những cái lời tán thán những cái người ít ngủ, những cái người mà ngủ rất ít, thì nó sẽ bớt hôn trầm. Thì cũng về liên quan đến về cái pháp dạy về cái đối trị với tâm hôn trầm này, mà cái lúc mà ngài
Tôn giả Mahamogana Mục Kiền Liên mới đi xuất gia tu tập thiền chỉ quán. Cái giai đoạn đầu cũng hôn trầm nhiều, và lúc đấy chính Đức Phật đã đi đến và dạy Tôn giả Mục Kiền Liên 8 cái pháp để đối trị với hôn trầm. Thì Đức Phật mới dạy Tôn giả Mục Kiền Liên là khi hôn trầm nó đến thì hãy tác ý, tức là đừng tác ý đến sự ngủ nghỉ, tức là không tác ý đến ngủ. Cái pháp thứ hai là suy xét về giáo pháp, tức là trong cái tâm của mình có cái sự phân tích nhiều ấy, thì nó sẽ bớt hôn trầm đi. Người nào cái tâm lý thụ động, ít phân tích thì nó sẽ hôn trầm nhiều. Nên là tụng một thời kinh, lúc đấy nếu nó hôn trầm quá thì mình có thể đọc nhẩm một cái bài kinh nào đó mà mình học thuộc lòng ấy, thì nó cũng bớt hôn trầm lên. Hoặc là dùng hai tay kéo 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 cái dái tai, cầm cái tai kéo căng ra một chút là nó sẽ bớt hôn trầm đi. Hoặc là nếu như nó không hết nữa thì rửa mặt, đứng lên dùng nước lạnh để rửa mặt để cho nó tỉnh táo lại. Và quán về ánh sáng, quán về ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của ngọn lửa, thì làm cho cái tâm nó cũng bớt hôn trầm đi. Hoặc là đi bộ, nếu như mà nó vẫn không bớt hôn trầm nữa thì đứng lên đi, đi kinh hành, đi thiền hành. Vậy nên là có những cái người mà hành thiền thường xuyên phải đứng lên đi lại, đó là người đấy hôn trầm nhiều. Và những người nào mà ít hôn trầm thì người ta không cần đi bộ nhiều, người ta sẽ ngồi thiền nhiều hơn, ngồi nhiều cái định nó vẫn sâu hơn. Nên là vì hôn trầm nhiều quá thì phải đứng lên đi lại, đấy là thay đổi các oai nghi. Đây là cách thứ 7. Còn đến cách thứ 8 nữa, đó là hãy nằm ngủ một chút. Nếu như mà cái cơ thể nó quá mệt mỏi, hoặc là do ngủ nghỉ nó thiếu, nó chưa đủ giấc, thì hãy đi ngủ nghỉ một chút. Vì vậy cho nên là có lần Đức Phật nhìn thấy một vị tỳ kheo đang nằm ngủ ở dưới gốc cây ở trong rừng, mà Đức Phật vẫn tán thán cái vị đó. Còn Đức Phật nhìn thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở trong thành phố, trong thôn làng, thì Đức Phật vẫn không hoan hỉ với vị đó. Thì Đức Phật biết rằng là một cái vị đang ngồi thiền ở trong cái xóm làng nhưng sẽ không thiền được lâu, bởi vì sẽ có nhiều cái chướng ngại, tức là sẽ có nhiều người sẽ đến, tiếng trẻ em, tiếng người làm công tác nọ kia, người ta đi qua lại, và cái vị đó sẽ không thể yên tâm ngồi thiền lâu được. Còn cái vị tỳ kheo ở trong rừng, mặc dù vị đấy ngủ, nhưng mà sau cái cơn ngủ nghỉ mệt mỏi đấy, vị ấy lấy lại được cái sức lực tỉnh táo rồi, vị ấy sẽ tinh tấn hành thiền, và vị ấy sẽ đạt được cái mục đích của sa môn hạnh. Nên là có ngủ nghỉ một chút để lấy lại sức lực và mình tiếp tục hành thiền thì vẫn tốt hơn. Đấy là những cái cách mà có thể đối trị lại với hôn trầm được. Còn cái hôn trầm thụy miên này thì nó cũng cần phải tu tập cho đến khi nào chứng đắc đến nậu tận trí thì nó mới hết hoàn toàn được. Còn ở trong cái quá trình tu tập, mình chỉ có thể áp dụng những cái phương pháp để đối trị, để làm cho nó suy yếu, giảm bớt, thì sau đó mình tinh tấn thực hành thiền chỉ quán để đối trị với hôn trầm đó. Còn nội tâm có trạo hối, vị ấy tuệ chi nội tâm có trạo hối. Trạo hối ở đây là khi mà mình hối hận một cái việc gì đó đã qua, thì cái tâm trạo hối này thì nó cũng thuộc về tâm sân, gọi là sân hối hận. Nếu như mà một cái người tuệ chi mà phân tích ra cái tâm trạo hối thì ở đây nó có hai cái tâm. Trạo ở đây là phóng dật, còn là khác thì đấy là tâm si phóng dật, trạo cử. Còn cái tâm mà hối thì nó là hối tiếc ấy, thì nó thuộc về tâm sân. Còn cái tâm trạo cử thì nó là thuộc về cái tâm tâm si phóng dật khác. Hai tâm đấy khác nhau. Nên nếu mà ở cái giai đoạn thực hành thiền tuệ thì phân tích ra được các cái tâm đó. Còn ở cái giai đoạn mà mình đang trong cái quá trình tu tập thì mình chỉ áp dụng những cái pháp để đối trị với cái trạo hối thôi. Trạo hối là do mình làm một cái việc gì đó nỗi nầm rồi sinh ra cái sự tiếc nuối, như là mình đã phạm giới, bây giờ mình cảm thấy hối hận, hay là mình đã làm những cái việc tội lỗi gì đó mà giờ cảm thấy hối hận, thì đấy là trạo hối. Thì bây giờ muốn hết được trạo hối thì cái vị đấy cần phải học giáo pháp, để mình biết được giáo pháp để mà thực hành cho đúng giáo pháp, mình không hành sai. Thì cái người mà thực hành sai giáo pháp thì sau này mình sẽ bị hối hận thôi. Hoặc là mình một cái người không hiểu Phật pháp sẽ hối hận vì mình đã đi sai đường. Hỏi cái gì mình không biết thì mình cần phải hỏi những người đi trước để mình biết, thân cận bậc chân nhân để mình có cái học hỏi, giữ giới luật, hiểu về giới luật.
thì đó là những cái pháp để nó làm cho một cái người đó không bị hối hận. Như một người mà mình phạm vào một cái lỗi lầm gì đó do vô tình hay cố ý thì sau này nó cũng sinh ra hối hận. Mà nếu như trong cái lúc mà mình đang tu tập hành thiền mà cái triển cái hối hận này nó cứ khởi lên thì nó làm cho tâm bị tán loạn và không thể vào an chỉ định được. Thế nên là phải được xua đuổi được hối hận đi bằng những cái pháp đó, như là mình có lỗi rồi thì bây giờ mình sám hối. Những người mà thường xuyên sám hối thì cái tâm nó cũng an, nó cũng đỡ bất an hơn là những cái người mà hay phạm lỗi lầm nhiều. Người mà không phạm lỗi lầm thì cái tâm nó cũng đỡ trạo hối, thì nó cũng dễ tu tập. Còn cái triển cái thứ năm là hoài nghi. Nội tâm có hoài nghi, vị ấy biết tâm có hoài nghi. Thì hoài nghi nó cũng là một cái loại tâm si hoài nghi. Thì khi mà tuệ chi cái tâm si hoài nghi thì nó cũng là một trong những cái loại tâm si do mình không thấy sự thật hoặc là do nghi ngờ các sự thật. Ví dụ như là một cái người nghi ngờ là không biết có Đức Phật có là bậc giác ngộ không, có giáo pháp không, có cái sự tu tập để đi đến Niết Bàn không. Hoài nghi về các sự thật thì đó là hoài nghi. Mình, ví dụ như là một cái người hoài nghi là không biết là mình có cái đời trước không, đời trước của mình như thế nào, ta sinh ra ở đâu, ta có mặt như thế nào trong đời quá khứ. Rồi hoài nghi về tương lai, không biết có cái đời tương lai không, tương lai sẽ như thế nào. Để hoài nghi về cái nhân quả nghiệp báo, không biết là những cái việc thiện mình đang làm này nó có kết quả như Đức Phật dạy không, hay là những cái việc ác làm mà nó có những cái quả báo khổ đau thật không. Đấy là những cái hoài nghi về các sự thật nó khởi lên. Thì những cái hoài nghi đấy nó khởi lên là do cái tâm si mê, không tin tưởng vào những cái sự thật, cho nên là sinh ra hoài nghi. Để đối trị với những cái hoài nghi đó thì cần phải học để thông hiểu được giáo pháp. Khi mình thông hiểu được giáo pháp thì mình sẽ bớt đi những cái hoài nghi. Mình cần có những cái gì mà đang thắc mắc thì cần phải hỏi. Tức là những cái người nào mà không biết, có những cái không biết thì mình cần phải hỏi những cái bậc đã biết để mình giải tỏa những cái hoài nghi đó. Đó là để bớt được cái hoài nghi. Một cái người mà hiểu về giữ giới hay là hiểu về giới luật thì mình, để mình không hoài nghi, là nào không biết là mình có phạm hay không phạm, hay phạm tội nặng hay tội nhẹ. Đấy là cũng là, hay là một cái người thân cận những cái bậc thiện tri thức, thân cận những bậc trưởng lão, thì mình sẽ hỏi được những cái mà mình hoài nghi thắc mắc ở trong lòng, mình hỏi được và mình hay đàm luận về Phật pháp để giải tỏa những cái hoài nghi. Thì đấy được, đấy là cái triển cái thứ năm. Thì đấy được gọi là vị ấy quán pháp trên các cái nội pháp. Thì những cái pháp này mà ở đây Đức Phật dạy là tuệ chi, tức là tuệ chi ra được các cái tâm đó, cái tâm tham dục, cái tâm sân, cái tâm hôn trầm, thụy miên, tâm trạng hối, tâm hoài nghi. Tức là vị đấy phân tích ra được các cái tâm tâm sở, rồi vị ấy quán những cái tâm đó ở bên trong mình, quán được cả những tâm tâm sở đó ở bên ngoài, quán cả bên trong bên ngoài, quán tánh sanh khởi và cái tánh diệt tận. Tánh sanh khởi thì tức là quán về các cái pháp về duyên, nhân duyên, cái pháp duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, hay là quán cái tánh duyên diệt, vô minh diệt, hành diệt, rồi quán cái tánh vô thường, khổ, vô ngã ở trên cái các cái tâm tâm sở đó, cái danh sắc bên trong bên ngoài. Thì nếu như mà vị đấy tuệ quán, thực hành được cái pháp tuệ quán như vậy thì vị ấy sẽ có thể đoạn trừ được những cái triền cái đó. Tức là vị ấy sống chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí. Nếu mà cứ thực hành được cái pháp thiền quán đó thì vị đó sẽ đạt được cái chánh trí, tức là đạt được cái trí tuệ giác ngộ các cái chân lý, các cái sự thật, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Là khi đấy vị đấy có thể đoạn trừ được tất cả các cái vô minh, tham ái, chấp thủ, và vị đấy có thể chứng đắc được Niết Bàn do cái sự nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ, chánh trí chứng ngộ Niết Bàn đưa đến. Đấy là cái pháp quán về năm triền cái, là pháp thứ nhất. Đến cái pháp quán thứ hai, Đức Phật dạy về năm thủ uẩn. Đức Phật dạy là lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn? Ở đây tỳ kheo suy tư, đây là sắc,
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên nội pháp, sống quán pháp trên ngoại pháp, sống quán pháp trên nội ngoại pháp, sống quán sanh khởi trên pháp, sống quán diệt tận trên pháp, sống quán sanh diệt trên pháp. Với pháp ở đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Thì cái pháp này Đức Phật dạy về cái pháp năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, một cái pháp rất là phổ thông trong các cái pháp. Thì với một cái người mà có cái trí tuệ nhạy bén nhất thì Đức Phật dạy một cái pháp vắn tắt nhất, đó là chỉ dạy chung là danh và sắc. Một cái người mà có cái tuệ ở mức trung bình thì Đức Phật sẽ dạy về cái pháp năm uẩn. Một cái người mà có trí tuệ chậm hơn thì Đức Phật sẽ dạy về sáu nội ngoại xứ hay là các cái giới, 18 giới. Thì cái pháp năm uẩn này thường là cái pháp phổ thông mà Đức Phật hay dạy. Thì vị ấy quán về sắc, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Thứ nhất là quán về sắc thì vị đấy phải phân tích được ra các cái sắc ở trên sáu căn của mình. Sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc thời tiết và sắc vật thực sinh. Thì khi mà quán được tất cả các cái sắc chân đế ở đấy thì đây là vị ấy sống quán được sắc, hay là quán được sắc tập khởi, tức là các cái nhân nào nó sinh ra sắc. Ví dụ như là sắc do nghiệp sinh thì vị đó phải quán về cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp tốt thì nó sinh ra sắc tốt, nghiệp xấu thì nó sinh ra sắc xấu. Cho nên là có những cái người có cái sắc rất là khỏe mạnh, rất là đẹp, rất là trong sáng là do những cái nghiệp thiện như là bố thí, những cái nghiệp thiện như là hoan hỷ cung kính, từ tâm xả tâm, những cái pháp thiện nó hỗ trợ cho những cái sắc đẹp. Còn có những người có cái sắc rất là xấu xí, đen đúa, hôi hám hay là yếu ớt, bệnh tật, ốm đau thì đấy cũng là do những cái nghiệp đấy nó được hỗ trợ bởi những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ. Vậy thì đấy là cái sắc, quán sắc tập khởi, tức là quán những cái nhân duyên, cái pháp về duyên khởi. Còn tâm thì nó sinh ra cái sắc do tâm sinh. Ví dụ như là một cái tâm tham sân si thì nó sinh ra những cái sắc rất là xấu xí. Những người nào mà hay có cái tâm tham sân si thì cái người đấy cũng sẽ có những cái sắc nó trông nó héo mòn, trông nó khổ nụy, trông nó già nua tàn tạ, không có được thảnh thơi an vui. Còn những người nào mà hay có cái tâm thiện nó sinh khởi nhiều, cái tâm hỷ xả nó sinh khởi nhiều, trông cái người đấy sẽ rạng rỡ, trong cái người đấy sẽ sáng sủa, sáng suốt. Thì đấy cũng là sắc do tâm sinh. Thì vị đấy quán về cái sự tập khởi của sắc là vậy. Sắc do thời tiết sinh thì cái thời tiết nó cũng tạo ra sắc. Những người nào mà ở cái thời tiết, ở cái vùng nóng thì hay có cái sắc da nó đen, ở cái vùng lạnh nhiều thì da trắng hơn. Đấy là do thời tiết nó tạo ra sắc. Vật thực sinh, cái người nào mà được ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì sẽ có cái sức khỏe tốt, béo tốt, mập mạp thì nó cũng bộc lộ, nó cũng thể hiện ra. Người nào mà ăn uống kém, thiếu dinh dưỡng thì cũng gầy gò, ốm yếu, hom hem. Thì đấy là những cái nguồn gốc, hay là đấy là quán sắc, quán về sự tập khởi của sắc. Đấy là quán thọ và quán các cái tập khởi của thọ nữa. Tưởng, các cái tập khởi của tưởng thì sắc rồi, còn thọ, thọ ở đây là những cái thọ do con mắt mình nó tiếp xúc với các cái cảnh trần mà nó sinh khởi. Thọ do nhãn, do xúc sinh, do nhĩ xúc sinh, tị xúc sinh, thiệt xúc sinh, thân xúc sinh, ý xúc sinh. Thì đấy là thọ. Thì có những cái cảm thọ mà nó ở trong những cái nội tâm, nó thuộc về tâm quả. Ví dụ như nó là tâm nhãn thức, tiếp thâu suy xét. Thì cái tập khởi của nó là những nhân quá khứ nó sinh ra. Còn những cái thọ mà nó sinh ra ở các cái tốc hành tâm thiện hay các cái tốc thành tâm bất thiện do mình tác ý này, thì nó sinh ra từ cái căn, tức là từ cái nhãn tịnh sắc của mình, nó từ cái cảnh trần do mình nhìn vào cái cảnh ấy, từ cái sự tác ý của mình mà nó sinh ra thọ, từ cái xúc, từ có cái sự xúc chạm giữa ba cái cảnh này, căn, cảnh, xúc, nó tác động với nhau. Thì cái vị đấy quán cái tập khởi của thọ, tức là quán những cái nhân duyên mà nó sinh ra cái thọ này. Thế thì cái vị đấy phải thấy được những cái sắc, phải thấy được cái nhân duyên sinh ra sắc,
thấy thọ thì cũng thấy cái nhân duyên sinh ra thọ, thấy tưởng thì cũng thấy cái nhân duyên sinh ra tưởng. Cái nhân duyên nó sinh ra tưởng nó cũng giống y như thọ. Nó cũng có thể là cái tưởng này nó sinh ra từ những nghiệp quá khứ, hay cái tưởng này nó có thể sinh ra từ căn, từ những cái cảnh, từ những cái sự tác ý mà nó sinh ra. Vậy thì mình phải có tưởng nhớ đến một cái cảnh nào đấy thì nó mới có thể sinh ra cái tưởng này. Hành cũng thế, hành thân hành, khẩu hành, ý hành, những cái tâm sở tư nó cũng là hành. Mình cố ý làm một cái việc gì đó là hành, thì cái tâm mà nó cố ý định làm một cái việc gì đó về thân, về khẩu, về ý thì đó được gọi là hành. Vậy thì cái tập khởi của hành nó cũng thế, là vô minh thì duyên hành. Chẳng hạn do mình có cái vô minh, mình có cái ảo tưởng, mình muốn làm cái này cái kia, mình muốn đạt được cái này cái kia, mình mong cầu cái điều này điều kia, cho nên là mình mới hành động này kia, thì đó được gọi là những cái tập khởi của hành, do những cái sự vô minh duyên cho những cái hành động đó. Hay là thức, thức là những cái tâm thức. Thức thì nó có rất là nhiều loại thức, nó có thức ở những cái tâm quả thì nó cũng là do cái nghiệp quá khứ, thì mình tuệ chi được những nghiệp quá khứ là nhân, thức là quả. Còn thức nó cũng có thể là ở những cái tâm thiện hay tâm bất thiện, hay ở trong hiện tại này, hay là những cái tâm duy tác ở trong hiện tại này, thì có thể nó sinh lên do cái hành nó duyên cho thức. Tức là có thể là những cái hành động trong quá khứ nó duyên cho cái thức quả ở hiện tại, nhưng mà cũng có khi là cái thức đó nó sinh lên là do những cái căn của mình, nó tiếp xúc với các cái cảnh trần, rồi nó sinh ra những cái thức, tức là quán cái pháp duyên khởi. Đấy là cái sự tập khởi của năm uẩn, phân tích ra được năm uẩn, tức là một cái người đó phân tích ra được sắc chân, sắc uẩn, phân tích ra được các cái tâm và tâm sở, rồi mình phân nó ra thành sắc thọ tưởng hành thức, danh sắc đấy mình có thể chia ra thành năm uẩn, và mình quán được cái duyên khởi của nó theo cái pháp quán nhân quá khứ quả hiện tại, nhân hiện tại quả tương lai, hoặc là mình phân tích nó theo cái pháp duyên khởi của 12 nhân duyên, từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, cho đến già chết, sầu bi khổ, ưu não. Thì đấy được gọi là cái quán về cái sự tập khởi của năm uẩn đó. Khi quán được cái sự tập khởi của năm uẩn rồi thì vị ấy sẽ quán được cái tánh năm uẩn đó bên trong, năm uẩn bên ngoài, rồi quán được cái tánh sanh khởi, tánh diệt tận, rồi quán được cái tánh sanh diệt trên năm uẩn này. Vì đó sẽ quán năm uẩn ấy là vô thường, khổ, vô ngã. Thì năm uẩn này mình có thể quán từng uẩn một, sắc là vô thường, khổ, vô ngã, rồi thọ, thọ là vô thường, khổ, vô ngã, tưởng, hành, thức, hoặc là một vị đấy có thể quán năm uẩn cùng với nhau. Trong mỗi một sát na tâm nó đều có năm uẩn. Vì nó nhìn chung vào cả một cái sát na tâm năm uẩn đấy và quán nhìn vào cái tính sinh diệt của nó, thấy nó là vô thường, vì vô thường nên nó khổ, vì khổ nên nó là vô ngã, thì cứ quán như thế, hướng đến chánh trí chánh niệm, sinh ra nhàm chán đối với năm uẩn, ni tham với năm uẩn, đoạn diệt cái chấp trước đối với cái năm uẩn đấy, và đạt được chánh trí chứng ngộ niết bàn nhờ cái sự thực hành pháp quán năm uẩn này. Nếu như mà mình thực hành pháp quán năm uẩn này, nếu như nó không phù hợp với mình thì mình sẽ thực hành cái pháp khác. Vậy nên là Đức Phật dạy rất là nhiều cái pháp tu tập là để cho mỗi người sẽ phù hợp với một cái pháp khác nhau. Có người thì phù hợp với pháp năm triền cái thì tu tập cái pháp đấy cũng đủ để chứng niết bàn. Nếu như một người mà phù hợp với pháp năm uẩn thì hãy tu tập cái pháp năm uẩn này cũng đủ để đi đến niết bàn. Nếu như không thì Đức Phật lại dạy những cái pháp khác. Thì ở đây Đức Phật sẽ dạy một cái pháp chi tiết hơn về pháp năm uẩn này nữa, đó là pháp quán về nội ngoại xứ. Thì Đức Phật dạy rằng: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo tuệ chi con mắt, tuệ chi các sắc, do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy, và kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy, với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy, với kiết sử đã được đoạn diệt tương lai không sanh lại nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Tuệ chi tai và các tiếng, tuệ chi mũi, tuệ chi các hương, tuệ chi lưỡi, tuệ chi các vị, tuệ chi thân, tuệ chi các xúc, tuệ chi ý và tuệ chi các pháp, do duyên các pháp ấy mà kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy, với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy, với kiết sử đã sanh
nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy, với kiến xử đã được đoạn diệt. Tương lai không sanh lại nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy vì ấy quán pháp trên các nội pháp, quán pháp trên ngoại pháp và quán pháp trên nội ngoại pháp, quán tánh sanh khởi trên các pháp, quán tánh diệt tận trên các pháp, quán tánh sanh diệt trên các pháp. Và vị ấy hướng đến chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước một việc gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ. Đây là một cái pháp mà Đức Phật dạy chi tiết hơn đối với cái pháp năm uẩn. Đối với pháp năm uẩn thì ngắn gọn hơn một chút, nhưng với cái pháp này thì cũng bắt đầu phân tích ra danh sắc, rồi phân tích về nội xứ, ngoại xứ và phân tích ra các kiết xử. Thì đầu tiên là vị mà thì phân tích ra được các sắc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Rồi các cái sắc này nó sẽ bắt các cái cảnh trần, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Do duyên hai cái này là do duyên con mắt và cái cảnh trần kiết xử sanh khởi. Kiết xử ở đây là nói về 10 kiết xử, thì có 5 thượng phần kiết xử và 5 hạ phần kiết xử. Năm hạ phần kiết xử đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân hận. Còn năm thượng phần kiết xử là hữu ái, vô hữu ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh tùy miên. Thì đấy là 10 kiết xử. Nói chung chung là còn có nhiều cách giải thích 10 kiết xử khác nữa. Mà nói cái pháp kiết xử mà chung chung nhất đó là 10 kiết xử như vậy. Năm thượng phần kiết xử, năm hạ phần kiết xử. Thì khi mà con mắt mình nhìn thấy một cái cảnh sắc do mình tác ý sai lầm, tác ý sai trái, tức là có cái tà kiến khởi lên cho rằng cảnh sắc này là đẹp, là thường lạc ngã tịnh, thì lúc đấy tà kiến nó sinh ra, thì tức là ái dục. Ái dục là một loại kiết xử, ái dục nó sinh lên. Thì cái tâm tham ái dục đấy, giống như là cái triền cái về tham dục, đấy là một kiết xử. Do tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp xúc với các cảnh mà mình không có cái chánh trí, không có cái như ý tác ý, mình hiểu sai những cảnh đấy thì tham dục nó khinh lên, hoặc là sân hận nó sinh lên nếu như là mình tác ý về cái chướng ngại của nó, hoặc là những cái ngã mạn nó sinh lên nếu như mà mình tự cao, tự đắc, tự cho mình là đẹp, là giỏi, là hơn người một cái khía cạnh gì thì ngã mạn nó cũng khinh lên. Thế là một cái người mà giữ giới, xong là mình lại chấp trước vào cái việc giữ giới của mình, hay là giữ những cái điều sai mà mình tưởng là đúng, thì nó sinh ra giới cấm thủ. Hay là một cái người hoài nghi về các cái sự thật thì nó sinh ra cái kiết xử về hoài nghi. Hay là một cái người mà chứng đắc các tầng thiền, mình tham ái với các tầng thiền, nên nó sinh ra hữu ái, vô hữu ái. Cái sự vô minh, tức là mình không thấy các cái sự thật, không hiểu các sự thật sinh lên. Đấy là những cái kiết xử nó sinh lên khi mà các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần. Thì cái người này mà tuệ chi được cái pháp này, tuệ chi được các kiết xử này, thì phân tích ra được các cái sắc chân đế do mình thực hành tiền tứ đại, và phân tích ra được các sắc uẩn ở trên các căn. Và khi mình cho các cái sắc nhãn tịnh sắc hay nhĩ tịnh thiệt thân ý tịnh sắc đó, và nó tác động với cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, mình khởi lên bất cứ một cái phi như ý tác ý nào, thì nó cũng sẽ sinh khởi lên các cái kiết xử, và mình có thể phân tích ra được các cái kiết xử đấy, kiết xử của cái tâm tà kiến, tâm hoài nghi thì nó là si hoài nghi, giới cấm thủ thì nó là cái sự chấp thủ về, thì nó cũng là tham tà kiến, tham dục, sân hận, thì tất cả những cái tâm sở đấy đều có thể phân tích ra được. Thì khi mà phân tích tâm sở như vậy thì vị ấy sẽ quán các cái kiết xử đó ở bên trong và bên ngoài, tức là phân tích các cái danh sắc đó ở bên trong, ở bên ngoài, rồi là quán cái tính sinh khởi, tính diệt tận của các cái pháp đó, thì cũng giống như là những cái pháp trước, quán về cái tính duyên khởi, về cái sự vô thường, khổ, vô ngã của các cái kiết xử đó. Thì nó cũng là danh và sắc, nhưng mà mình phân chia nó thành các kiết xử thì nó là cái kiết xử thôi. Và cứ tu tập như thế, cứ quán về cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã ở trên nội xứ, trên ngoại xứ, và các cái kiết xử nó sinh lên như vậy, tức là các cái tâm thiện, tâm bất thiện nó sinh lên như vậy, cho đến khi nào mà nó đoạn trừ được các kiết xử này. Thì ví dụ như là vị đấy phải chứng được đạo quả, sơ quả, dự niu thì mới đoạn trừ được ba kiết xử thân kiến,
Tức là những cái tà kiến nói về thân năm uẩn này, là vô thường khổ vô ngã, thì lúc đấy nó mới hiểu ra các cái sự thật đó, giới hoài nghi và không còn nghi ngờ về quá khứ, hiện tại, tương lai, và không còn chấp vào những cái giới cấm thủ, không còn chấp thủ vào những cái giới cấm của mình nữa. Thì đấy là đoạn chứng được cái đạo quả thứ nhất thì mới đoạn trừ được kiết sử. Chứng được đạo quả thứ hai thì cũng đoạn trừ được kiết sử như đạo quả thứ nhất, nhưng mà nó làm cho suy yếu được cái tâm ái dục và sân hận, nhưng mà chưa có đoạn trừ hoàn toàn. Chứng được đến tam quả thì đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân hận. Rồi chứng đến đạo quả thứ tư thì mới đoạn trừ nốt năm cái thượng phần kiết sử: hữu ái, vô hữu ái, tức là đoạn trừ được cái tham ái đối với các cái cõi sắc giới, vô sắc giới, và mới đoạn trừ được ngã mạn, phóng dật và vô minh, mới hoàn toàn chấm dứt hoàn toàn. Thì đấy là 10 kiết sử được đoạn trừ, thì khi vị đấy phải chứng đến đạo quả mới đoạn trừ được. Còn ở cái ban đầu thì mình chỉ tu tập để tuệ chi ra và làm cho các cái kiết sử đó nó suy yếu dần dần. Sau đó cái trí tuệ nó đã trở nên chín mùi thuần thục thì mới có thể đoạn trừ được hoàn toàn những cái kiết sử này. Đây là một cái pháp tu tập về 6 nội xứ và 6 ngoại xứ và các kiết sử. Đến cái pháp thứ tư thì Đức Phật dạy về 7 giác chi. Đức Phật dạy là: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối này tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi? Ở đây tỳ kheo có niệm giác chi, tuệ chi tôi có niệm giác chi. Nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi nội tâm không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm có trạch pháp giác chi như trên, nội tâm có tinh tấn giác chi, có hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi cũng như trên. Nội tâm tôi có xả giác chi, nội tâm tôi không có xả giác chi. Nội tâm và với xả giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với xả giác chi đã sanh khởi, nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy vì ấy sống quán pháp trên nội pháp, sống quán pháp trên các ngoại pháp, sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp, sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, sống quán tánh diệt tận trên các pháp, quán tánh sanh diệt trên các pháp. Với pháp ở đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm mà vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là vị ấy quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Thì đối với này, những cái pháp khác thì Đức Phật dạy đó là vị ấy đoạn trừ được 5 triền cái này, đoạn trừ được 5 uẩn này, đoạn trừ được cái kiết sử. Mà đối với 7 giác chi thì vị ấy tu tập cho nó viên thành 7 giác chi. 7 giác chi là 7 cái con đường đi đến giác ngộ hoàn toàn đấy. Cái đó là niệm giác chi, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. 7 cái giác chi, ta gọi là giác chi. Chi có nghĩa là nó có từng 7 cái chi riêng biệt. Và hay còn gọi là giác ở đây là nó đi đến sự giác ngộ. Tức là một cái người nào làm viên mãn, viên thành được 7 cái chi này thì sẽ đi đến sự giác ngộ. Nên là gọi là thất bồ đề phần, hay là 7 cái chi bồ đề. Thì niệm giác chi, niệm là cái tâm nó ghi nhận, nó ghi nhớ. Ví dụ như là khi mà mình niệm hơi thở, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì tất cả những cái pháp đấy niệm mình ghi nhớ, tưởng niệm, tưởng nhớ đến một cái pháp gì chân chánh, để làm cho tâm của mình được thanh tịnh, để làm cho trí tuệ mình được phát triển, thì đó được gọi là niệm giác chi. Niệm giác chi chưa sinh, nay sinh khởi, và niệm giác chi sinh khởi thì phải làm cho tu tập, làm cho viên thành. Thì khi mà một cái người mà niệm giác chi thì bao giờ nó chỉ sinh khởi với những cái tâm thiện, chứ nó không sinh về những cái tâm bất thiện. Niệm giác chi thì khi mà mình có những cái tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm thiện siêu thế, thì nó đều có cái tâm gọi là tâm niệm, tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, là những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm niệm gọi là chánh niệm, nó chỉ đi với những cái tâm cao thượng đấy thôi. Vậy thì khi mà một cái người tuệ chi ra được cái tâm sở niệm, nó đi cùng với những cái tâm cao thượng đó, thì đấy cũng là một cách tuệ chi. Hay là một cái người mà mình muốn tu tập
đang trong quá trình tu tập mình có chánh niệm, mình biết là có chánh niệm và mình làm cho nó viên mãn cái chánh niệm đó bằng cái cách là bây giờ mình làm cho nó viên mãn cái tâm về niệm giác chi này. Muốn có niệm giác chi, muốn làm cho nó viên mãn thì cần phải có cái yếu tố hỗ trợ để cho nó phát sinh. Nó chưa phát sinh làm cho nó phát sinh, đã phát sinh thì làm cho nó viên thành. Hỗ trợ bằng cách đó là tỉnh giác chánh niệm. Mỗi người có tỉnh giác chánh niệm thì có niệm giác chi. Ví dụ khi đi vì ấy biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi nằm đang nằm, khi ngồi đang ngồi. Đấy là có tỉnh giác chánh niệm trên các cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước thì mình đều nhận biết như vậy. Thì đấy cũng là một cái cách bắt đầu làm cho cái niệm giác chi được sinh khởi. Hay là một cái người bắt đầu ngồi thiền, hơi thở vào vì ấy biết hơi thở vào, hơi thở ra vì ấy biết hơi thở ra, hơi thở vào dài biết vào dài ra dài, vào ngắn ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vào tôi sẽ thở ra, vị ấy ghi nhận như vậy. Đấy là vị ấy đang phát triển niệm giác chi. Và cứ tu tập như vậy làm cho sung mãn, làm cho thuần thục thì làm cho cái niệm giác chi đó nó mỗi ngày nó một viên thành lên. Thì đấy là một cái người đó là cái người đang làm cho cái giác chi nó được viên mãn, cái niệm được viên mãn. Niệm đấy cần được tu tập bằng cái sự tỉnh giác. Niệm đấy được tu tập bằng cái sự là mình tránh những cái người mà người ta tán loạn. Ví dụ những cái người nào mà người ta thất niệm, không có chánh niệm ấy, thì sẽ thấy người ta bộc lộ ra bằng những cái hành động, những cái lời nói, ví dụ như thô lỗ, hay nói nhảm nhí, hay nói thô tục, hay có những cái hành động mà không có cái oai nghi, không có chánh niệm, tức là làm theo cảm hứng, hấp tấp, vội vàng, thô thiển, hay sân hận, giận hờn. Thì đấy được gọi là những người tán loạn, những người tán tâm loạn ý. Thì người ta tán loạn, trong tâm tán loạn thì nó khiến cho cái thân nó tán loạn và lời nói người ta tán loạn, nói vu vơ đủ mọi thứ trên đời, không có trước, không có sau. Thì đấy là những người tán loạn. Thì cái người muốn viên mãn được niệm giác chi, thứ nhất là mình tránh xa những người tán loạn, thân cận những cái người mà có cái chánh niệm. Tức là những cái người chánh niệm thì rất là an tịnh. Ví dụ như là cái người đấy thích sống độc cư, yên tĩnh, im lặng, luôn luôn giữ chánh niệm, không nói chuyện. Đấy là cái người có chánh niệm. Người có chánh niệm là cái người đấy luôn luôn có cái sự im lặng, trầm mặc, và giữ tâm trên cái pháp thiền của mình. Thì đấy là cái người có chánh niệm. Thân cận những người có chánh niệm thì mình sẽ không bị tán nữa, không bị mất chánh niệm. Mình thân cận với những người mà không có chánh niệm, mình cũng sẽ bị mất cái chánh niệm. Và mình có cái khuynh hướng tâm về chánh niệm, tức là khuynh hướng tâm tha thiết thực hành một cái pháp thiền chỉ hay thiền quán gì đấy cũng là chánh niệm. Nên một người thực hành một cái pháp thiền định cũng cần có chánh niệm, một pháp thiền tuệ cũng cần có chánh niệm, một người tu tập bất cứ pháp môn gì cũng cần có chánh niệm. Niệm nó sinh khởi là do cái tưởng, mình phải tưởng nhớ đến cái pháp đó. Niệm nó lại là nhân sinh ra định. Từ cái chánh niệm được sung mãn thì nó sẽ là định, định nó sẽ làm nhân sinh ra tuệ. Nhờ có được cái định sung mãn thì sẽ phát triển được trí tuệ, tuệ thì nó sẽ làm cho nhân để cho mình có cái chánh trí đi đến chánh giải thoát. Nên là cái niệm là cái bước đầu tiên cần phải tu tập. Cho nên là trong cái sự tu tập luôn luôn là được đề cao là giữ chánh niệm, hãy giữ gìn chánh niệm. Nên là với một cái người đã tu tập, đang tu tập thì cái sự giữ gìn chánh niệm luôn luôn cần thiết. Đấy là để phát triển chánh niệm. Thứ hai, chi pháp. Thứ hai là trạch pháp giác chi. Nội tâm có trạch pháp giác chi, vị ấy tuệ chi, tâm có trạch pháp giác chi. Trạch pháp là cái tâm phân tích, nó cũng là tuệ. Tức là nó phân tích ra được cái đúng, cái sai, cái tránh, cái tà, cái phải, cái trái. Ví dụ như là phân tích ra được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là tội, thế nào là vô tội, những cái việc gì nên làm, những cái việc gì không nên làm, những cái gì là cao thượng, cái gì là hạ nhiệt, những cái gì là ô nhiễm, những cái gì là thanh tịnh. Thì tức là một cái người có trạch pháp là một cái người biết suy tư, biết phân tích, biết nhận định, biết nhận thức, giống như là một người có chánh tri kiến, biết đâu là đúng sai, phải trái, chánh tà. Thì đấy được gọi là trạch pháp. Thì ở trạch pháp chưa sinh nay sinh khởi, trạch pháp đã sinh khởi cần làm cho nó viên thành. Thế thì trạch pháp này nó chỉ đi theo với những cái tâm thiện. Bảy cái giác chi bồ đề toàn đi theo với những cái tâm thiện mà. Thế có những cái tâm thiện không có trạch pháp, nhưng có tâm thiện nó có trạch pháp. Vậy cái tâm thiện nào nó có trạch pháp nó mới là thủ thắng, mới là cao thượng. Những cái tâm thiện ở dục giới này, đôi khi có người lễ Phật nhưng không hiểu Phật là gì cả.
cái đấy không có trạch pháp, tức là không có tuệ, có thiện nhưng không có trí, có cái tâm thiện nhưng không có trí tuệ, thiện tâm ni trí, và có khi vị ấy lễ Phật, vị ấy biết thế nào là Phật, thì đó là thiện tâm hợp trí tuệ, vì đó cúng chàng Phật, vì đó hiểu về Phật, vì đó nghe pháp, vì đó hiểu pháp, vì đó gặp một vị chư tăng, vì đó hiểu về những cái đức tính của một vị tăng, thì cái vị đó gọi là có tuệ, là thiện tâm hợp trí tuệ. Thế thì trạch pháp thì là những cái tâm sở tuệ quyền. Nếu mà một người phân tích thì sẽ thấy nó đi với những cái tâm thiện dục giới, những tâm thiện sắc giới, vô sắc giới, những tâm thiện siêu thế, thì nó đều có cái tuệ quyền này. Thì muốn làm cho nó viên mãn được cái trí tuệ này, được cái trạch pháp này, thì nó sẽ có 7 cái pháp để bồi bổ, để vun bồi, làm cho cái trí tuệ này nó chưa sinh, nó sinh khởi, và làm cho cái trí tuệ này nó đã sinh rồi, nó được viên thành. Thì thứ nhất là cái vị đó cần phải hỏi đáp về về vật Phật pháp, tức là một cái người nào muốn có trí tuệ không biết thì phải hỏi, và muốn giỏi thì phải học, nên tức là mình phải học, và cái gì không hiểu thì mình phải hỏi, và rất là phải học hỏi về những cái pháp chân đế, uẩn xứ giới, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, thì nó sẽ tăng trưởng trí tuệ nhanh chóng nhất. Tức là một cái người đấy mà muốn phát triển trí tuệ thì sẽ cần phải học hỏi trau dồi kiến thức văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đều phải tu tập, làm sạch nội ngoại xứ, quân bình các căn, nó cũng là làm cho trí tuệ phát triển. Tức là vị đấy muốn cho cái trí tuệ của mình nó sinh khởi thì mình cũng cần phải tức là vệ sinh sạch sẽ thân thể, cắt bỏ râu tóc móng tay, quần áo giặt sạch sẽ, chỗ ở về cũng phải thoáng mát. Nhưng một cái người mà sống nó quá nhơ nhuốc, quá ô uế, quá bẩn thỉu, nó cũng làm cho cái tâm bị ô nhiễm theo. Thế là một cái pháp nữa nó làm cho trí tuệ sáng khởi lên, là cái người đấy phải sạch sẽ. Ví dụ như là mình đi đến một cái nơi nào mình mà mình thấy nó hôi hắm bẩn thỉu thì mình sẽ biết là ở đây những người sống ở đây là những người không có trí tuệ, thì người ta mới sống ở một cái môi trường quá là ô nhiễm, quá là bẩn thỉu. Còn những cái người mà có trí tuệ thì người ta sẽ rất là sạch sẽ, và cái sự sạch sẽ đấy nó cũng sẽ làm cho cái tâm trí của cái người đó phát triển. Đấy là làm sạch nội ngoại xứ. Hai là quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ, nó được quân bình. Đức tin thì nó phải được quân bình với trí tuệ, tín tấn nó được quân bình với định, niệm thì luôn luôn cần thiết. Đấy là năm căn quyền được quân bình. Tránh những người ngu, thân cận những người trí, và ôn tập lại những cái kiến thức đã học. Nhưng một cái người muốn phát triển trí tuệ thì cái người đấy cũng cần phải thân cận những người có trí để học hỏi, và tránh xa những cái người liệt tuệ, những cái người ni trí, thân cận những người có trí, và ôn lại những cái kiến thức sâu xa. Một cái người mà học xong mà không ôn lại thì nó cũng hay quên, nó cũng mất cái tuệ phân tích. Cái người ôn cố tri tân, người mà càng học những cái kiến thức mới nhưng không bao giờ bỏ quên những kiến thức cũ, luôn luôn ôn lại những cái bài, thì nó sẽ trí kiến càng ngày nó càng mở mang ra. Và cái người đấy có cái khuynh hướng về phát triển trí tuệ. Một cái người mà có cái khuynh hướng về trí tuệ, tức là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, đề cao cái sự phát triển trí tuệ, không coi trọng về vật chất, không coi trọng về cái hình thức bên ngoài, không coi trọng về cái thể xác đẹp hay xấu, vật chất là nhiều hay ít, mà quan trọng là trí tuệ của mình phát triển. Mình có thể dùng cái sức lực, dùng cái thời gian, dùng tất cả những cái vật chất của mình để đầu tư để phát triển trí tuệ, thì cái người đấy sẽ có được cái trí tuệ cao. Và những người nào mà sống quá chú trọng về những cái mặt vật chất thì cái trí tuệ của người đó sẽ kém, sẽ không có phát triển được. Thì cái trí tuệ cần phải được tu tập làm cho nó viên thành. Thì những cái trí tuệ, những cái văn tuệ, tư tuệ, hay là những cái trí tuệ nó thuộc về những cái pháp tục đế thì nó dễ, nhưng mà để mà phát triển được cái trí tuệ về cái pháp chân đế thì phải tu tập thực hành thiền quán. Là vì đấy cần phải phân tích ra được danh sắc thì mới gọi là trí tuệ thật sự, cái lúc đấy mới gọi là chánh tri kiến hay là cái chánh trí. Phải phân biệt được duyên khởi, phải thấy được cái sự vô thường của vô ngã đấy,
thì đó mới là những cái pháp phát triển về trí tuệ đưa đến chánh trí chứng ngộ niết bàn. Thì cái trí tuệ cao nhất là khi vị đó giác ngộ ra được các sự thật, hay là phát triển trí tuệ làm cho nó viên mãn. Cái giác chi thứ ba là tinh tấn giác chi. Tinh tấn thì nó sẽ có khi mà mình tinh tấn làm những cái thiện pháp thì đó được gọi là đi với chánh tinh tấn ấy. Thì tinh tấn chưa sinh thì đã sinh khởi tinh tấn, đã sinh thì phát triển làm cho nó viên mãn lên. Thì cái người mà muốn mình là muốn viên mãn, muốn làm cho cái tinh tấn nó được viên mãn lên ấy, thì cái người đấy cần phải biết cái cách hỗ trợ để cho tinh tấn nó phát sơ khởi, nó chưa sinh làm cho nó sinh khởi, nó sinh khởi rồi thì làm cho nó viên mãn. Có 11 cái pháp mà phát triển tinh tấn này. Thứ nhất đó là một cái người thường xuyên suy xét về các cái đoạn xứ. Mình cảm thấy ghê sợ đối với những cái đoạn xứ, như là mình thấy những cái nỗi khổ ở trong cảnh giới của súc sinh, của ngã quỷ, của địa ngục, và mình cảm thấy ghê gớm, và mình cảm thấy cái con đường tu tập này để thoát những cái nỗi khổ đấy. Thì đấy là một cái động lực để cho cái người đấy khởi nên tinh tấn. Thì cái người nữa đó là mình suy xét đến lợi ích của cái việc tinh tấn, nghĩ rằng cái sự cố gắng liên tục lâu dài này nó sẽ đem lại những cái lợi ích lớn, những cái thành công lớn. Mình biết là tất cả những người thành công về mặt đời hay mặt đạo cũng là do cái mồ hôi công sức, cũng là do cái sự đầu tư cái công sức trí lực của người ta mà thành tựu được. Nên là vì suy nghĩ đến lợi ích của những cái sự thành công mà mình tinh tấn. Hay là một cái người suy xét đến cái đạo nộ, tức là cái con đường cần phải đi qua. Ví dụ như Đức Phật từng phải tu 4 A Tăng kiếp, 100.000 đại kiếp, hay là các bậc thượng thủ thanh văn cũng phải tu cả hàng một A Tăng kiếp, 100.000 đại kiếp, các bậc thượng thủ thanh văn cũng phải bồi bổ các ba la mật hàng 100.000 đại kiếp. Thì cái con đường mình tu tập để thoát ra khỏi cái khổ đau sinh tử này cũng phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà không có giải đãi thì mới thành tựu. Thì nhờ suy tư về những cái đạo nộ tu tập như thế mà phát khởi nên sự tinh tấn. Hay là với một cái người mà đang trong cái quá trình tu tập, mình thọ nhận những cái sự cúng dường của các thí chủ, thì cái người đấy sẽ suy xét đến những cái công lao của những cái người thí chủ. Người ta không phải là người thân của mình, người ta không phải là cha mẹ mình, nhưng mà người ta đã bỏ cái thời gian công sức ra để mà hộ trì cho mình, để cúng dường cho mình, hay là để tạo ra những cái vật thực, những cái y áo, những cái thực phẩm để cho mình tu tập vì cái sự tôn trọng những cái người hộ độ, những người hộ trì như vậy. Nên là mình muốn đem lại cái phước lớn cho những cái người mà đã cúng dường, đã hộ trì cho mình. Nên mình cần phải nỗ lực tinh tấn thì nó sẽ làm cho có cái động lực để tinh tấn. Hay là một cái người suy nghĩ đến sự vĩ đại của Đức Phật, đến cái sự vĩ đại của giáo pháp, đến cái trí tuệ giác ngộ toàn hảo của Đức Phật, đến sự cao thượng của giáo pháp, đến cái sự vĩ đại của cái của chư tăng, của các bậc thánh tăng. Hay là suy nghĩ đến cái bổn phận của mình phải có cái trách nhiệm truyền trì lại giáo pháp, không để cho nó mất đi. Hay là một cái người suy nghĩ đến cái dòng dõi, Đức Phật là dòng dõi cao quý, các đệ tử của Đức Phật dòng dõi cao quý, mình đã từ bỏ cái đời sống thế gian, từ bỏ cái dòng tộc thế gian đi theo cái dòng dõi của Phật, thì mình cũng trong cái dòng dõi cao quý đấy, mình phải có cái bổn phận trách nhiệm để phát triển cái giáo pháp, cái con đường, cái đạo nộ này. Thì cũng đó cũng là một cái động lực để người đó phát khởi nên cái trí tinh tấn. Nên và cái người đó tránh xa những người lười biếng, gần những người siêng năng, và có cái khuynh hướng, có cái chí hướng hướng về cái sự tinh tấn, thì cái người đấy sẽ làm viên mãn được cái sự tinh tấn. Thì tinh tấn ở đây nó có cái ý nghĩa, nó làm nó một là khơi dậy cái động lực khiến cho người khác khơi dậy cái động lực tinh tấn ở trong tâm. Hai nữa là một cái sự cố gắng không mệt mỏi. Và cái tinh tấn thứ ba nữa là cố gắng liên tục, tức là mình cố gắng không phải là chỉ cố gắng trong một ngày, một tháng, một năm, mà có thể cố gắng trong suốt cả cuộc đời, cố gắng trong nhiều đời nhiều kiếp, không bao giờ từ bỏ cái tinh tấn đấy. Thì cái tinh tấn nó không phải là nhất thời, mà cái sự tinh tấn nó là dài lâu. Thì một cái người mà tu tập càng cao thì cái sự tinh tấn nó sẽ thể nhập. Là một cái người tu tập tốt rồi thì nhiên nó sẽ thể nhập với tinh tấn. Ví dụ như người mới hành thiền, một ngày mình ngồi được 2-3 thời mình đã cảm thấy như thế là mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà với một cái người tu tập mà đã lâu dài rồi, người ta đạt được định rồi, thì người ta sẽ ngồi thiền suốt ngày suốt đêm mà người ta không chán. Người ta có thể
buông bỏ những cái thú vui, những cái sự ăn uống người ta có thể từ bỏ được, ngủ nghỉ có thể từ bỏ được, để dành những cái thời gian đó để hành thiền. Đấy là cái sự tinh tấn càng ngày càng tu tập cao thì cái nó càng thể nhập với sự tinh tấn, có thể là làm cho cái sự tinh tấn đó được viên mãn. Cái sự tinh tấn chưa sinh nay sinh khởi, tinh tấn đã sinh khởi thì cần được tu tập làm cho nó viên mãn. Tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, với hỷ chưa sanh thì nay sanh khởi, với hỷ đã sanh thì cũng được cần được tu tập làm cho nó viên mãn. Cái hỷ giác chi là khi một cái người mà tu tập nó sẽ phát sinh ra những cái hỷ, thì giống như là nhất là với một cái người thực hành thiền nó sẽ phát sinh ra những cái hỷ nào, khi nha hỷ thì nó có 5 loại hỷ ấy, tức là sát na hỷ, tiểu hỷ, hỷ mà sởn gai ốc lên, hay là hỷ như mưa rào, hỷ sung mãn, tức là một cái người mà càng ngồi mình chú tâm trên hơi thở thì nó sẽ có những cái trạng thái hỷ. Cho nên là khi mới bắt đầu ngồi mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, khó chịu, nhưng ngồi lâu lâu hơn thì mình sẽ thấy người nó nhẹ dần, nhẹ dần lên. Đấy là do cái sự hỗ trợ của hỷ, nó làm cho khinh an nó tăng lên. Khinh an nó tăng thì nó cái an lạc nó tăng, an lạc nó tăng thì cái định nó sẽ phát triển. Và mình càng ngồi lâu mình sẽ càng thấy cái người mình càng lúc nó càng nhẹ bẫng hơn. Thậm chí khi xả thiền ra rồi mình vẫn còn có cái cảm giác hỷ lạc khinh an đấy, nó vẫn sung mãn, nó trào dâng ở trong thân tâm mình. Và nhất là một cái người mà khi mà vào được cái sơ thiền chẳng hạn, thì đó là toàn thân thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ đấy. Thì các cái tầng thiền cao hơn thì sự hỷ lạc nó cũng sung mãn như vậy, cao hơn nữa. Thì đấy là cái sự hỷ đấy, nó chưa sinh thì nay làm cho nó sinh khởi, sinh rồi thì làm cho nó được viên thành. Thì cái hỷ thì nó cũng là một cái tâm sở, nó cũng sinh cùng với lại các cái tâm thiện và tâm bất thiện. Nhưng mà trong cái sự tu tập này thì nó hỷ nó sinh với những cái tâm thiện. Trong cái lúc mình ngồi thiền mình đừng để ý đến nó gì cả, nhưng mà khi mà thực hành thiền tuệ thì sẽ phân tích ra được cái trạng thái của cái tâm hỷ đấy. Thì nó cũng là nó, mà cái tâm lạc cũng là nó, nó là cái thọ, nó là một cái trạng thái của một cái cảm thọ. Thế thì với cái người mà đang trong cái quá trình tu tập, mình muốn làm cho cái tâm hỷ này nó phát sinh. Ví dụ có những người tu tập nhưng mà tu tập mà mình cảm thấy nó không được thoải mái, do mình không có hoan hỷ trong cái pháp hành, thì mình cần phải phát khởi lên làm cho cái hoan hỷ nó khởi sinh. Đó là một cái người đấy thường xuyên niệm Phật, mình sẽ thấy tâm hỷ nó sinh lên rất là rõ ràng. Tưởng nhớ đến, nhắm mắt vào hình dung hình ảnh Đức Phật, tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, Arahang, Arahang. Thì lúc đấy mình chú tâm trên đấy, cái tâm hoan hỷ nó khởi lên. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm về tịch diệt Niết Bàn. Thì đó là những pháp làm cho hỷ được sinh khởi. Thì cái người mà muốn làm cho hỷ nó sinh khởi nữa thì tránh xa những cái người mà người ta hay có tâm sân. Mình mà thân cận với những người người ta hay sân hận là mình sẽ mất cái tâm hỷ. Phải tránh xa những người sân hận mà gần những cái người hoan hỷ, gần những cái người an tịnh. Và một cái pháp nữa để cho nó tăng trưởng lên tâm hỷ đó là mình nghe pháp nó sinh ra tâm hỷ, hoặc là một người suy xét về những cái nợ nạc của giáo pháp, về những cái lời khích lệ tu tập thì cũng phát sinh ra được cái tâm hỷ. Và mình có cái khuynh hướng đó là mình hoan hỷ trong cái pháp hành, hoan hỷ trong cái sự tu tập, để mình sống bằng cái mình sống bằng cái giáo pháp, tức là mình tu tập với cái tâm hoan hỷ, luôn luôn hoan hỷ thực hành pháp, hoan hỷ thọ trì pháp, thì cái tâm hỷ dần dần nó càng ngày nó càng mạnh lên. Thì đó là hỷ, nó cũng là một cái nền tảng để phát triển cái pháp hành mỗi ngày nó một nhanh chóng hơn. Đấy là cái chi về hỷ giác chi. Còn cái chi tiếp theo nó là khinh an. Khinh an tức là một cái trạng thái hay còn gọi là cái tâm an tịnh, tịnh giác chi, hay còn gọi là khinh an giác chi. Thì khinh an ở đây là cái tâm mà nó thanh thản, nhẹ nhàng an lạc ấy. Nên một cái người mà tu tập thì nó sẽ có cái sự an, khinh an ấy, tức là từ hỷ nó sinh ra khinh an. An này nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Vậy thì muốn cho cái tâm khinh an này nó sinh lên, ví dụ có những lúc mình tinh tấn quá, mình căng thẳng quá, mình dao động quá, thì mình cần phải an tịnh nó lại một chút. Mà muốn cho nó an tịnh lại một chút ấy, thì để ý đến các cái hoạt động, như là một cái người đó để ý về thức ăn, tức là mình ăn những cái thức ăn nó phù hợp, nó dễ tiêu hóa thì nó sẽ khinh an. Thức ăn mà nó có đủ dinh dưỡng này và nó phù hợp với mình. Nhưng người thích ăn ngọt mà mình ăn những cái đồ ngọt, thích ăn
những cái đồ mặn thì mình ăn những cái thức ăn nó phù hợp. Thứ hai nữa là mình ở trong một cái khí hậu nó phù hợp. Một cái người mà quá lạnh thì hay co ro, quá nóng thì mình sẽ uể oải, mồ hôi nhã nhuộm và nó không cảm thấy thoải mái. Vậy thì người đấy phải ở trong một cái khí hậu phù hợp và có cái oai nghi phù hợp. Ví dụ như là cái người đấy, khi mình phù hợp với đi thì mình đi, phù hợp với ngồi thì mình ngồi, mình phù hợp với cái oai nghi nào đó thì mình hãy thực hành thiền với cái oai nghi đó. Thì đấy là những cái pháp nó làm cho mình sinh ra cái khinh an. Và cái người đấy thực hành theo trung đạo, tức là thực hành một cách vừa vừa, đừng quá hấp tấp, đừng quá nóng vội, đừng quá căng thẳng. Tránh những người không được yên tĩnh, thân cận những người yên tĩnh, thì cái khinh an đó dần dần nó sẽ được viên thành. Một cái pháp nữa đó là định giác chi. Định ở đây là cái tâm nó nhất tâm, định tĩnh. Định giác chi thì khi mà mình nhất tâm trên một cái gì đó, mình chú tâm, mình gom tâm, mình làm cho cái tâm của mình nó hợp nhất với một cái đối tượng đó. Ví dụ như là người tu tập thiền hơi thở, mình nhất tâm trên hơi thở, định tâm trên hơi thở, chú tâm nặng nẽ ở trên hơi thở đấy được gọi là định. Thì cái tâm định này nó chưa sinh làm cho sinh khởi, và sinh khởi làm cho nó được viên mãn, tức là mình làm cho nó viên mãn các cái pháp về cái thiền định mà mình đang tu tập ấy. Nó cũng cần phải có những cái pháp thiện xảo, những cái cách thức hỗ trợ để cho nó sinh khởi lên. Như như là muốn cho định giác chi nó sinh khởi lên thì mình cần làm những cái cách như là làm sạch nội ngoại xứ, cắt bỏ râu tóc móng tay, tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh thân thể và chỗ ở cho nó sạch sẽ, quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ phải được quân bình, không có mạnh quá, không yếu quá, thiện xảo về phát khởi nên định tướng. Tức là làm sao mà mình phải phát muốn cho nó đắc định được thì mình phải có những cái thiện xảo, làm sao để cho những cái nimitta tướng, tợ tướng, quang tướng đấy nó sinh khởi một cách dễ dàng, không có quá là mệt mỏi, không phí sức. Vậy thì muốn cho nó phát khởi được những cái định tướng đấy, ví dụ như là một cái người đấy phải không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích công việc, không ưa thích hội chúng, có hộ trì các căn, có tiết độ trong ăn uống, thì cái người đấy mới làm cho cái tợ tướng, mới làm cho cái định tướng nó phát khởi một cách dễ dàng. Còn những người nào mình mà còn lăng xăng bận rộn, ưa thích nói chuyện ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, thì mình sẽ rất khó khăn để phát khởi được cái tự tướng, được cái định tướng này. Vậy thì phải là một cái người thiện xảo để phát triển định tướng, để phát triển làm cho cái tướng, cái định tướng, cái nimitta đấy của mình càng ngày nó càng mạnh lên, là thiện xảo về tướng. Và trong cái lúc thực hành để phát triển làm cho cái tâm định của mình nó mạnh lên, thì vì đó cần phải biết khích nệ tâm khi cần khích nệ, chế ngự tâm khi cần chế ngự. Có những lúc mình mệt mỏi, mình căng thẳng, mình giải đãi thì mình cần phải khích nệ tâm, tức là mình phải nhắc nhở mình hãy tinh tấn lên, hãy cố gắng lên. Muốn cho nó tinh tấn cố gắng thì mình cần phải tác ý đến những cái các đọa xứ ấy, đến lợi ích của tinh tấn ấy, đến những cái đạo nộ, đến cái sự tôn trọng của thí chủ. Cái lúc đấy mình khích nệ cái tâm, làm cho nó phấn chấn, làm cho nó hoan hỉ lên, làm cho nó mạnh mẽ lên. Nhưng mà cũng có lúc mình cần phải chế ngự tâm khi cần chế ngự. Nếu như cái tinh tấn đó nó cứ mạnh quá, nó làm cho tâm bị năng xăng, bị dao động, bị tán loạn và nó mất quân bình, thì lúc đấy lại cần phải chế ngự tâm khi cần chế ngự. Thì lúc đấy mình lại cần phải giữ cái sự thoải mái, giữ cái sự khinh an, tức là để cho cái tâm nó nặng nề lại, nó quân bình lại, nó an tịnh lại, nó giữ được cái tâm thản nhiên lại, nó không quá phấn chấn nữa. Đấy là phải biết chế ngự tâm khi cần chế ngự. Rồi giữ tâm xả. Khi mà mình thấy cái tâm nó ở cái mức độ không quá phấn chấn, không quá giải đãi, thì mình giữ cái tâm thản nhiên ở đấy. Giống như là một cái người mà người ta giống như một cái người thợ rèn, người ta thổi một cái bếp lửa. Có những cái lúc thì người ta dùng cái ống, người ta thổi cho ngọn lửa nó mạnh lên. Khi mà ngọn lửa nó yếu thì người ta phải thổi cho nó mạnh lên. Khi mà cái ngọn lửa nó mạnh quá, người ta phải dùng cái nước, người ta rưới bớt vào để cho nó giảm đi, để cho cái ngọn lửa nó không quá mạnh. Còn khi mà cái ngọn lửa nó vừa vừa rồi thì người ta cứ giữ như thế, giữ cái ngọn lửa vừa vừa như vậy. Thì cái sự chú tâm trên một cái pháp thiền cũng thế, cũng có lúc mình cần phải khích lệ nó cho nó mạnh lên, cũng có lúc thì mình cần phải chế ngự để giảm bớt nó xuống,
có lúc mình giữ nguyên cái sự bình thường thăng bằng đó. Đó là những cái cách là giữ tâm xả, khi cần phải giữ cái tâm xả, tránh những cái người mà người ta năng xăng không định tính, thân cận những cái người định tĩnh, suy xét về lợi ích của định và con đường đi đến giải thoát, tức là có giới sinh định, có định sinh tuệ. Có con đường này mình không thể nào bỏ qua được, mình muốn chấm dứt khổ đau thì mình cần phải thực hành giới định tuệ. Thì có thực hành định thì mình mới phát triển được tuệ. Mình phải suy xét như vậy để mình quyết tâm phát triển cái tâm định này. Thì đấy là cái pháp làm cho cái định chưa sinh sinh khởi, làm cho cái định, những cái tâm định nó đã sinh rồi thì làm cho nó được viên mãn, để có thể phát triển vào được sát na định, cận hành định, an chỉ định. Rồi sau đó dùng cái định đó mình phát triển trí tuệ. Còn một cái giác chi cuối cùng là xả giác chi. Xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi. Giác chi đã sanh thì nay cần được tu tập làm cho viên mãn. Thì xả giác chi thì cũng là cái tâm, là cái tâm xả, tức là cái tâm mà nó không quá mạnh, không quá yếu. Cái tâm nó thản nhiên, tâm thản nhiên, cái tâm trung bình, tâm hành xả. Thì đó là xả. Thì cũng tâm xả này cũng sinh khởi với những cái tâm thiện trong cái quá trình tu tập. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền, mình thản nhiên với hơi thở, mình không quá phấn chấn, không quá là ưa thích, thì đó là tâm xả. Muốn cho cái tâm xả này nó phát triển thì thứ nhất là mình phải có cái tâm thản nhiên đối với những hữu tình. Thản nhiên đối với, ví dụ như là mình không có quá là tình cảm với đặc biệt đó, với một ai, với người nào, thì đó là cái tâm xả. Tức là mình không yêu, không ghét, thì đó là tâm xả. Thế tâm xả đối với hữu tình. Nhưng mà một cái người mà quá là tình cảm, rồi dễ sinh ra những cái tình cảm mà vui buồn, ví dụ sống với ai một thời gian, sinh ra những cái tình cảm rất là thương nhau, cho nên là xa thì nhớ mà gần thì vui, rồi là đến khi có cái chuyện gì đó mất lòng nhau một cái là cả hai bên cùng đau khổ, cùng giận hờn, và sống suốt ngày với những cái tâm nó cứ năng xăng, nó cứ dao động như vậy, khi yêu khi ghét thì suốt ngày phải đi giải thích quanh co với nhau, chung chỉ vì cái tình cảm, lúc yêu lúc ghét. Thì cái người mà có cái tâm xả ấy, đó là phải sống thản nhiên với mỗi người xung quanh, với tất cả mọi người. Đừng có quá nặng tình với ai, mà cũng đừng có quá là ghét ai đó, đừng quá lạnh lùng, đừng quá là tình cảm, thì giữ được cái tâm xả đấy thì cái sự tu tập là tốt nhất. Đấy là về tâm xả với hữu tình, với tất cả muôn loài, với tất cả hữu tình cũng vậy, cả người với người, hay là tất cả với các loài hữu, loài vật khác, mình cũng đừng quá yêu quá ghét một cái loài nào cả. Đấy là giữ được cái tâm xả. Đây là hai nữa là xả với vật chất. Mình đừng có quá yêu và quá ghét cái gì đối với vật chất này. Dù như là có những cái người quá là quý trọng về vật chất, nhà cửa, tiền bạc, quần áo, tài sản, vân vân. Thì người đó quá yêu quý với vật chất thì tham đắm vật chất. Khi mất thì no nắng sợ hãi, được thì thích mà mất thì khổ đau. Thì cái người đấy sẽ luôn luôn bị dao động bởi những cái sự được mất hơn thua. Vậy cái người mà có cái tâm xả thì xả với con người và xả với cả vật chất, được không thích, mất không có khổ đau, và thản nhiên đối với những cái vật chất đến đi, với những con người đến đi, thì đấy là giữ được cái tâm xả. Và muốn phát triển được cái tâm xả thì mình tránh những cái người mà người ta hay có cái tâm trạng hay thay đổi, tức là một người đấy rất là nặng tình cảm, hoặc là một cái người đó lúc yêu lúc ghét, cái tâm lý hay thay đổi, hơi một tí thì thương, hơi một tí thì ghét, hơi tí thì giận, hơi tí thì hờn. Thì đấy là tránh những người như thế, và gần những người có tâm xả, tức là gần những cái người người ta không yêu không ghét, thản nhiên vô tư, thì mình sẽ có được cái tâm xả và khuynh hướng với tâm xả, tu tập làm cho cái tâm xả này nó trở nên viên mãn. Thì cái người mà càng tu tập cao thì cái tâm xả này người ta sẽ càng trở nên cao. Ví dụ như là một cái người mà tu tập đến một cái mức mà người ta chỉ thuần còn lại có tâm xả, đó là Đức Phật và các bậc A-la-hán. Đức Phật và các bậc A-la-hán thì chỉ còn thuần có thọ xả, không còn yêu và ghét đối với hữu tình, đối với một ai hết, thản nhiên ai cũng như ai, không còn yêu và ghét đối với vật chất, với những vật hữu tình và vô tình nữa.
Vậy thì một cái người đó có cái sự tu tập càng tốt thì cái người đó sẽ có cái tâm xả càng cao. Thì đấy là xả giác chi, là cái chi cao thượng nhất trong các cái chi ấy. Thì đấy gọi là bảy giác chi. Thì ấy cần phải tu tập làm cho nó viên mãn đối với bảy giác chi này, là cái pháp đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì ấy quán những cái tuệ chi, những cái pháp này bên trong bên ngoài, quán tính sinh diệt, rồi quán sự vô thường khổ vô ngã của nó, để đi đến nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Hay là quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Còn đến một cái pháp cuối cùng trong cái bài pháp về kinh niệm xứ này, Đức Phật dạy về bốn niệm xứ, về bốn sự thật. Lại nữa, này các tỳ kheo, vì ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế? Tỳ kheo, như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì ấy quán pháp trên các nội pháp, sống quán trên các ngoại pháp, sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, sống quán tánh diệt tận trên các pháp. Ở đây vị ấy hướng đến chánh trí, chánh niệm và không có chấp trước một vật gì ở đời. Thì đấy là một cái pháp cuối cùng thì Đức Phật dạy về quán về bốn sự thật. Thế nào là quán về khổ? Nếu mà khổ bây giờ mình hiểu trên cái pháp tục đế thì đó là sinh già bệnh chết là khổ. Khổ bất đắc, khổ ái biệt ni, khổ oán táng hội khổ và chấp thân năm muộn là khổ. Còn tuệ chi khổ có nghĩa là mình tuệ chi được cái những cái tâm, ví dụ như là sinh là cái tâm tục sinh, có nó cái danh sắc tục sinh, già bệnh chết là cái sắc nó sinh này, nó có cái sát na nó sinh lên, có cái sát na nó biến dị, có cái sát na nó hoại diệt. Đấy là phải quán được cái tính thành trụ hoại của danh và của sắc. Vậy thì một cái người nào mà tuệ chi ra được năm uẩn thì cũng là người tuệ chi ra được khổ đế, tuệ chi ra được sáu nội ngoại xứ, hay là tuệ chi ra được năm cái triển cái, mà tuệ chi được các tâm tâm sở sắc pháp của nó, thì đấy là người đó đã tuệ chi ra được khổ, tuệ chi ra được tính sinh khởi của nó, tức là cái tập khởi của sắc thọ tưởng hành thức này, hay là người vị đấy quán được cái pháp duyên khởi vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ yêu sinh não tử giả chết dầu bi cổ yêu não này, nhưng vị đấy quán ra được cái đấy là vị ấy tuệ chi ra được các cái tập khởi của khổ, hay là các cái nguyên nhân sinh ra khổ. Vì ấy tuệ chi đây là khổ, đây là khổ tập, tuệ chi đây là khổ diệt, tức là khi nào vị ấy quán ra được các cái kiết sử này nó diệt, các cái kiết sử này, các cái kiết sử như là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục tham sân hận, hữu ái vô hữu ái, phóng dật ngã mạn vô minh, nó được đoạn trừ, tức là vị ấy là cái người tuệ chi về khổ diệt. Đấy là các cái kiết sử nó diệt là khổ diệt. Tuệ chi con đường đưa đến khổ diệt là tuệ chi bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh kiến ở đây là một người thấy khổ là một người có chánh kiến. Ví dụ thấy được năm uẩn là có chánh kiến, thấy được năm triền cái là có chánh kiến, thấy được về thất giác chi, thấy được về nội ngoại xứ là có chánh kiến, thấy được các cái nhân sinh ra khổ cũng là có chánh kiến. Tức là các cái pháp duyên khởi, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã, thấy được cái sự diệt của nó cũng là chánh kiến. Có chánh kiến thì có chánh tư duy, thì chánh kiến nó có chánh kiến thuộc về những cái pháp thế gian, và nó có những cái chánh kiến nó thuộc về pháp siêu thế. Chánh kiến hiệp thế là khi mình mới thấy danh sắc, mình thấy được cái sự duyên khởi của danh sắc, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc, thì nó cũng là chánh kiến hiệp thế, chánh tư duy hiệp thế, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó thuộc về hiệp thế. Nhưng khi mình thấy được niết bàn, cái chánh kiến này nó thấy được sự diệt tận của danh sắc, nó thấy được cái sự đoạn diệt của các kiết sử, nó thấy được đạo quả niết bàn sinh khởi, thì lúc đấy chánh kiến nó thuộc về siêu thế, chánh tư duy nó thuộc về siêu thế, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về siêu thế, chánh niệm, chánh định nó thuộc về siêu thế. Thì đấy là bát chánh đạo, là cái con đường đi đến niết bàn. Vì ấy tuệ chi là tuệ chi ra được bốn cái sự thật. Tuệ chi ra được khổ là thấy danh sắc, tuệ chi được nhân ra khổ là các cái pháp duyên khởi, tuệ chi được diệt khổ là cái sự tịch diệt niết bàn và diệt các cái nậu hoặc, và tuệ chi ra được con đường đưa đến niết bàn chính là bát chánh đạo hiệp thế và bát chánh đạo siêu thế này. Thì đấy là bảy, đấy là cái pháp quán về
bốn sự thật. Ở đây với chánh trí chánh niệm như vậy, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời, như vậy là các vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Rồi trong kết luận bài này, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này, như vậy trong vòng 7 năm, vị ấy có thể chứng được một trong hai quả sau đây. Một là chứng được chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ kheo, không cần gì đến 7 năm, vị nào có thể tu tập bốn niệm xứ này, như vậy trong vòng 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, vị ấy có thể chứng được một trong hai quả sau. Một là chứng được chánh trí ngay trong hiện tại, nếu có dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ kheo, không cần đến 1 năm, có thể là vị ấy trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, vị ấy có thể chứng được một trong hai quả, nếu có dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ kheo, không cần gì đến nửa tháng, vị ấy tu tập bốn niệm xứ này có thể là 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, vị ấy cũng có thể chứng được chánh trí ngay trong hiện tại, nếu có dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ thọ trì lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì riêng chỉ có cái bài kinh này rất là đặc biệt, đó là Đức Phật nói về cái thời gian tu tập cái pháp thiền tứ niệm xứ này. Với một cái người mà tu tập chậm chạp nhất, nơ nà nhất, có thể là trong 7 năm. Một là chứng được chánh trí ngay trong hiện tại, tức là có thể chứng được quả A-la-hán. Nếu còn dư y, nếu chưa có đạt được nậu tận thì cũng chứng quả bất lai, sẽ chứng niết bàn khi sinh về cõi tịnh cư thiên. Cũng có thể vì đấy sẽ chỉ mất 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, có thể chỉ 1 năm thôi. Mà có thể Đức Phật nói là đến 7 tháng đến 1 tháng, có thể là chỉ 7 ngày đến 1 ngày. Tức là cái thời gian tu tập này nó không có cố định, không có giới hạn với ai. Thật sự là có những người chỉ tu tập ngay ngày đầu tiên đã chứng đắc đạo quả rồi. Cũng có người thì từ ngày đó đến ngày thứ 7, hoặc từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 7, hoặc từ năm thứ nhất đến năm thứ 7. Thì đấy là Đức Phật nói một cái cách chung chung vậy. Với một cái người nào mà có cái sự tận tâm, có cái sự tinh tấn, có cái sự thực hành các cái pháp thiền về tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này, mà tu tập làm cho thuần thục, làm cho viên mãn, và cái trí tuệ chín mùi, thì vị đấy có thể thành tựu được cái chánh trí ngay ở trong hiện tại, hoặc là chứng được quả bất hoàn. Thì theo như chú giải, thì khi mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh này ở xứ Kuru, thì sau khi thuyết giảng xong cái bài kinh này, có tới 30.000 vị tỳ kheo chứng được quả A-la-hán. Ngay sau khi mà nghe xong cái bài pháp về kinh niệm xứ này, cũng đã có rất là nhiều người đã chứng đắc đạo quả. Còn chưa nói đến vô số các hàng chư thiên, phạm thiên cũng đều nghe cái bài pháp này và chứng đạo quả ngay trong cái lúc nghe pháp. Còn sau đó thì sự thực hành cái pháp này để chứng đắc các cái đạo quả, và suốt từ cái thời đấy cho đến bây giờ, từ cái thời Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh tứ niệm xứ cho đến thời bây giờ, thì tất cả các cái pháp thiền mà của Phật giáo thì đều nằm ở trong cái phạm vi của thiền tứ niệm xứ này hết. Pháp nào cũng nằm trong cái phạm vi gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là pháp hành thiền tứ niệm xứ. Và tất cả những cái người nào đã đi đến niết bàn, đang đi đến niết bàn và sẽ đi đến niết bàn ở trong tương lai, cũng đều thực hành trong cái pháp quán về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này hết, chứ không có cái pháp nào ngoài ra cả. Vậy cho nên là cái pháp này được gọi là cái con đường đưa đến cái thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu ưu, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó chính là bốn niệm xứ này. Đấy là cái bài kinh về niệm xứ. Đến đây là hết. Bây giờ có ai có câu hỏi gì thì sư sẽ trả lời. Dạ, con thưa sư ạ, con xin mở lên phần hỏi pháp ạ, có một số câu hỏi ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Quyết ạ.
Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi uống thuốc tẩy giun có được tính là phạm vào tội sát sinh không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà mình tẩy giun thì nếu như mình tác ý là sát sinh thì nó là sát sinh, còn mình tác ý là chữa bệnh thì nó là chữa bệnh. Trong những cái giới đôi khi mình không thể tuyệt đối hết được. Ví dụ trong hàng ngày mình ăn uống, ví dụ mình uống những cái nước uống hàng ngày nó vẫn có đầy những cái vi trùng nó ở trong, rồi làm sao mình có thể giữ tuyệt đối hết được. Nếu như mà mình muốn cho con giun, thực ra nó cũng là một cái chúng sinh, nó sống ký sinh ở trong bụng mình. Nếu như mà mình mà cảm thấy bị khổ não vì nó quấy rầy, mình dùng thuốc mình tẩy nó, thì đương nhiên là nó cũng có một phần sát sinh ở trong đấy, chứ không phải là không, chứ không phải nói là nó không sát sinh được. Nhưng mà vì mình cần phải chữa cái bệnh của mình thì đôi khi mình làm hay không đấy là do mình lựa chọn. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi số 2 từ hành giả Võ Thị Son ạ. Dạ, con kính bạch sư, một người mới thọ bát quan trai mà không biết đọc tiếng Pali thì ngày hôm đó có được tính mình thọ thành tựu bát quan trai giới không ạ? Mình thọ là quan trọng là ở cái giữ, ở cái tâm mình giữ ấy, chứ còn cái câu đọc ấy, mình đọc bằng tiếng Bali cũng được, đọc bằng tiếng Việt cũng được. Mình có thể, nếu không đọc được bằng tiếng Bali, mình nguyện bằng tiếng Việt nhé. Mình là cái khởi lên cái tâm nguyện và sau đó mình giữ gìn những cái giới đó, mình cứ giữ trọn vẹn thanh tịnh được cái giới đó thì mình sẽ thành tựu được bát quan trai giới. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi số 3 từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, chúng con có thể học tụng kinh bằng tiếng Pali ở đâu để đọc chuẩn cho người mới học ạ? Học tiếng Bali chuẩn thì phải mời một vị thầy giỏi về Bali về để học thì mới chuẩn nhất. Còn nếu mà không có ai thì mình lên trên mạng tra, cũng có những cái phần dạy dạy tiếng Bali bằng cách mình đọc theo. Còn đọc theo thì dần dần nó cũng quen thì cũng chỉ biết sơ sơ. Còn nếu mình học kỹ nhất thì phải đến các cái trường chuyên dạy về Bali để mà học căn bản từ đầu ấy thì mới chính xác, mới chuẩn được. Bali cũng giống như một ngôn ngữ ngoại ngữ vậy, cũng giống như là người học tiếng Anh, tiếng Trung vậy, cũng phải có thầy truyền thụ thì mới học nó mới chuẩn được. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả đang có trong hội chúng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, xin sư cho con hỏi, con và một người anh trong đạo có tranh luận về vấn đề này, mong được sư làm rõ và chỉ bảo cho bọn con ạ. Dạ, thưa sư, ý kiến của anh cho rằng bát chánh đạo mới là giải thoát, còn thiền chỉ là bổ trợ cho giải thoát mà thôi. Vì trước khi nhập liệt, có người hỏi Đức Phật, tu theo pháp môn đạo giáo nào giải thoát và đạo giáo nào không giải thoát, thì Đức Phật nói tu theo bát chánh đạo sẽ giải thoát và ứng vào giới định tuệ thì anh đúng, còn ý kiến của con thì cho rằng thiền mới giải thoát được và bát chánh đạo chỉ là bổ trợ thôi, vậy ai mới đúng ai sai, xin sư chỉ cho chúng con được rõ. Bát chánh đạo chính là hành thiền nhá, hành thiền đấy là bát chánh đạo ấy. Ví dụ như người có chánh kiến, chánh tư duy đấy là thực hành thiền tuệ. Chứ còn những người mà mình chỉ chánh kiến trên cái văn tuệ tư tuệ, tức là trên cái pháp học cái suy tư bình thường ấy, thì không không đi đến niết bàn. Đấy nó chỉ là cái bát chánh đạo tục đế. Còn những cái bát chánh đạo mà những cái pháp chân đế và đi đến siêu thế thì là vì đấy cần phải có cần phải thực hành thiền. Hành thiền chính là thực hành bát chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là về giữ giới. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì đều là nằm ở trong hành thiền. Ví dụ mình tinh tấn hành thiền là chánh tinh tấn, mình giữ chánh niệm trên đề mục thiền là chánh niệm, mình nhất tâm trên đề mục thiền là chánh định. Mình dùng cái chánh định đấy mình lại phân tích ra được cái danh sắc, và mình quán được các cái pháp duyên khởi, quán được vô thường khổ vô ngã đó, thì cái lúc mình quán đấy chính là chánh kiến và chánh tư duy, nó đi sinh khởi nên, và mình chứng ngộ được niết bàn cũng chính là chánh kiến. Vậy thì cái người nào thực hành bát chánh đạo là đang thực hành thiền, cái người nào đang thực hành thiền là đang thực hành bát chánh đạo, hai cái đấy là một chứ không phải là hai nhé. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, hiện nay đã hết các câu hỏi từ các hành giả gửi lên ạ. Trong này có ai hỏi nào?
Dạ, thưa sư cho con hỏi liên hệ của ý thức và tưởng uẩn, con hay bị nhầm cái ý thức và tưởng uẩn đó. Dạ. Ý thức ở đây là nó nói về ý, muốn nói về những cái tâm mà nó sinh lên từ trong ý môn của mình. Trong ý môn tức là ví dụ trong một cái nộ nó thuộc về ý môn thì nó có rất là nhiều cái nộ tâm. Ví dụ một cái ý môn hướng tâm thì nó có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, nhất hành, mạng quyền. Còn tưởng ấy thì nó chỉ là một cái tâm sở. Tưởng là một cái tâm sở, nó nằm ở trong ý môn đấy. Ý môn thì nó là một nỗ trình tâm và nó bao gồm rất là nhiều tâm. À, có thể là các cái một cái hướng tâm, một cái ý môn hướng tâm. Nó khởi lên nó có tới 12 tâm và trong đó nó có cái tưởng. Ví dụ như là mình khởi lên cái ý muốn nhớ lại một cái chuyện gì đó. Thế là cái ý môn của mình nó khởi lên. Thì trong đó nó có cái tưởng, nó tưởng tượng lại cái cảnh mà mình muốn nhớ. Ví dụ như là mình hướng đến một cái người này và mình nhận ra cái người này. Thì cái ý môn của mình là hướng đến người này. Còn cái tưởng là nó nhận ra người đấy là ai. Thì tưởng uẩn nó là một cái tâm sở, nó nằm ở trong cái tiến trình của cái tâm ý môn đó. Cảm ơn sư.